Alo, chào tất cả các bạn. Chào tất cả các bạn buổi chiều ngày thứ sáu cuối tuần vô cùng ý nghĩa. Và hôm nay mình chia sẻ với bạn một cái tư duy, 10 cái tư duy rất là quan trọng của dân muốn làm kinh doanh. Đang thực sự thì đang ngồi soạn giáo án cho cái chương trình 2 ngày thứ hai và thứ ba này cho các bạn sinh viên trường đại học cao đẳng công nghệ. Mình sẽ có đứng lớp 2 ngày cho cái chương trình này. Và cái tư duy về sinh viên thế kỷ 21 á, mà từ sáng tới tối đang ngồi thì trực nhớ các bạn, mình cảm giác là cái tư duy này mình chưa nói rõ ràng cho các bạn ra làm kinh doanh nhiều, nên bây giờ là sẵn đang lên live stream luôn. Chứ bình thường thì chưa chia sẻ bạn rõ ràng 10 cái điều này, nhưng mà bây giờ lại chia sẻ bạn rõ ràng. Và chào bạn Thu Hoài, cái áo này là lâu rồi bà Thu Hoài ơi, lâu lâu mới mặc ở nhà thôi. Chào bạn Nguyễn Thái Sơn. Vâng, và 10 điều này nó là về cái góc độ tư duy thôi. Mà nếu mà chúng ta nắm được cái rõ ràng thì rõ ràng là chúng ta sẽ tư duy theo nó, cái nó tốt hơn rất là nhiều. Và mình ít khi mà live stream cái giờ này. Tự nhiên hôm nay đang ngồi soạn giáo án để chuẩn bị chia sẻ cho các bạn sinh viên thì hứng thú quá, nên là thôi lên live stream luôn, live stream chia sẻ cho bạn luôn 10 điều, 10 cái tư duy mà dân kinh doanh chúng ta cần phải nắm. Và chúng ta cũng như thế nào, và chúng ta cùng cùng tuân thủ theo cái việc này, cùng tuân thủ việc này thì tự nhiên cái cuộc sống chúng ta nó tốt. Không phải là dân kinh doanh đâu, mà tất cả các cái người khác mà làm theo cái tư duy này thì tất cả các bạn đều tốt hết. Bạn Mai Tuấn Khôi, bạn nói là bạn mới nhận 2 quyển sách rất là tuyệt vời. Dạo gần đây livestream của thầy toàn chủ đề hot. Ok, bạn Duy rất là tuyệt vời. Ok chưa? Vâng. Và nếu mà bạn nào mà cái livestream này nó nói về 10 cái này nó cũng mất hết cả tiếng đồng hồ các bạn ơi. Nên nếu mà được thì các bạn cần hãy chia sẻ cái livestream này về nhà của mình đi. Về nhà của mình để chúng ta lưu lại, chúng ta xem. Bởi vì các bạn sẽ không đi được liên tục. Bạn nào mà chưa còn bạn bạn nào rảnh đó, thì ngồi như thế nào ngồi ghi chép ra rất là đàng hoàng, vừa ngồi vừa tương tác cái chép thì tuyệt vời hơn. Chào bạn Thanh Bùi, chào bạn Đào Quang Dũng. Ok, và bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn hãy comment xuống. Thầy dạy gì cho sinh viên thầy trường đại học thất nghiệp sao thầy? Bạn Nguyễn Hồng Phát. Mình sẽ có 2 ngày từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối tại trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin. Khoảng hơn 150 bạn sinh viên, mình chia sẻ cho các bạn sinh viên những cái kỹ năng của thế kỷ 21. Và đó là 2 ngày sẽ rất là bùng nổ, sẽ truyền đạt cho các bạn những cái lửa. Mình sẽ bắt các bạn đi bán hàng đường phố luôn. Mà làm việc với ban giám hiệu nhà trường, và ban giám hiệu nhà trường đã đồng ý rồi. Mình sẽ bắt cho các bạn đi bán hàng đường phố 2 ngày đó. Mình sẽ giúp cho các bạn sinh viên biết được những cái kỹ năng thực tế ở ngoài đời kia, chứ không phải là chúng ta ngồi ở trên cái giảng đường không. Và đang ngồi soạn giáo trình thì hứng thú quá nên mới như thế nào mới chia sẻ bạn 10 cái điều này, bởi vì các em sinh viên nó cũng sẽ học 10 cái điều này. Vâng, và bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn hãy comment xuống, và các bạn nói là lần đầu tiên biết mình. Các bạn mà thất nghiệp thì rất là tuyệt vời, bởi vì các bạn sẽ gì ạ à? Các bạn sẽ có cơ hội ra làm kinh doanh. Cái điều đó là điều tốt cho các em mà. Và đất nước chúng ta rất cần những người doanh nhân khởi nghiệp ngay từ còn rất là trẻ, chứ không phải lên tới 30, 40 rồi mới dám ra khởi nghiệp thì nó chậm đi cái tiến độ đi. Rất là tuyệt vời để khi chúng ta biết cái chương trình này. Và bạn nào mà muốn học sâu về kinh doanh thì các bạn sở hữu tất cả các vùng miền ở trên đất nước này luôn. Các bạn sở hữu 2 cái quyển sách của mình để các bạn hiểu về cái cơ bản về kinh doanh. Mình có 2 cái quyển sách là các bạn thế giới quyển Vượt Biển Lớn và Mỗi Ngày Một Chút Thôi, còn cái quyển Bị Dân Đầu Quay thì bán ở nước nước ngoài rồi. Bữa nay thì cái quyển tập của Bi Training. Và bạn nào mà sở hữu 2 quyển sách này khắp trên mọi miền đất nước thì các bạn comment cho mình. Mình sẽ add các bạn vào một cái group riêng, và các bạn sẽ hỏi mình những câu hỏi rất là thoải mái về kinh doanh. Rất là thoải mái về kinh doanh, các bạn hỏi mình những câu hỏi rất là thoải mái, mình sẽ chia sẻ. Nên là các bạn muốn sở hữu 2 quyển sách của mình thì rất là đơn giản, các bạn chỉ cái comment xuống và các bạn inbox cho mình cái số điện thoại thì sách sẽ được giao đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước này. Và các bạn sẽ được add vào trong cái group, và trong cái group đó
À, bạn Trương Công Định, em mới đọc quyển Vượt Biển Lớn thì em hãy đọc tiếp thêm một cái quyển nữa là quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi của mình, và sẽ add em vào một cái group riêng. À, và trong trong cái group đó sẽ chia sẻ em sâu hơn về kinh doanh. À, và bây giờ các bạn giới thiệu về các bạn đi. Các bạn ở khu vực nào, vùng miền nào, ok chưa? À, và các bạn có sẵn sàng tham gia vào cái chương trình trực tiếp này chưa? Vâng, và thứ nhất, mình muốn nói các bạn này, cái điều thứ nhất, cái tư duy thứ nhất, các bạn ghi vào cái tư duy thứ nhất là có nhiều người cứ nói rằng là khó. Nếu mà thực ra khởi nghiệp mà chúng ta, em muốn mua hai quyển sách bạn Minh Lý, ok, bạn Minh Lý, các em nhân viên nó sẽ phụ trách và nó sẽ gửi đến nhà em khắp mọi miền đất nước. À, hai quyển sách là 210.000 theo đúng giá bìa và free ship cho các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Và các bạn còn được add vào một cái group, add vào một cái group, cái group đó chuyên chia sẻ về kinh doanh, cái group đó là group bí mật. Dĩ nhiên người ngoài thì không có được tham gia vào. Những bạn sở hữu hai quyển sách thì mới được tham gia vào. Ok chưa? Cái tư duy thứ nhất các bạn ghi vào. Tư duy thứ nhất các bạn ghi vào. Đó là gì ạ? À? Khi là dân kinh doanh á, chúng ta hay nghĩ cái từ khó. À, tư duy thứ nhất là khó thì chúng ta phải có năng lực gì ạ? Biến cái điều khó thành điều ta thấy nó rất là dễ dàng, ta có thể làm được. Ghi vô đi ạ. À, các bạn ghi vô này. À, nếu bạn đang tư duy khó, chưa thấy bạn nào ghi hết. À, ok bạn Lộc ơi, tối nay bạn cứ live stream, đang ngồi soạn bài cho các em sinh viên. À, thì thấy hứng khởi quá và bắt đầu lên đây live stream cho các bạn luôn. Nếu chúng ta tư duy khó thì chúng ta không thể làm kinh doanh được. Mà chúng ta phải có cái năng lực gì ạ? Năng lực là đi biến khó thành dễ. À, các bạn đi, chúng ta phải có năng lực biến khó thành dễ. À, cái đây là cái tư duy rất là đặc biệt mà tất cả những người làm kinh doanh chúng ta cần phải nắm được. Chúng ta không để cái tư duy khó nó kiểm soát cái cuộc đời của mình, như vậy thì nó dở hơi lắm. Ok chưa? Chúng ta phải có tư duy biến khó thành dễ. Vậy thì muốn biến khó thành dễ thì chúng ta phải như thế nào ạ? Chúng ta cần phải như thế nào ạ? Chúng ta cần phải, bước đầu tiên là chúng ta cần phải học. Muốn biết khó thành dễ thì chúng ta phải học. Ví dụ một cái vấn đề gì đó mà chúng ta không biết, thì nghĩa là kiến thức về lĩnh vực đó chúng ta hoàn toàn không biết. Và chính cái việc học nó giúp cho chúng ta biết về lĩnh vực đó. Và khi chúng ta am hiểu về lĩnh vực đó thì chúng ta cảm thấy nó dễ dàng ra. Mình ví dụ ha, ví dụ như là bạn chưa biết lái xe thì tự nhiên bạn thấy nó khó, chắc chắn rồi, tại vì bạn chưa có cái kiến thức gì về lái xe hết. Hoặc là bạn chưa bao giờ biết kế toán thì bạn thấy kế toán nó khó, đúng rồi. Vậy thì làm sao để chúng ta biến khó thành dễ? Vậy thì bước đầu tiên là chúng ta phải học. Học gì ạ? Học cái kiến thức về lĩnh vực đó. Các bạn chưa biết kế toán thì các bạn phải học kiến thức về kế toán. Các bạn chưa biết kinh doanh thì bạn phải học những kiến thức về kinh doanh. Kiến thức chọn sản phẩm, kiến thức mở thị trường, kiến thức bán hàng, kiến thức về marketing, kiến thức về đàm phán, kiến thức về làm việc với nhân viên, cái cách đào tạo, huấn luyện nhân viên, cái cách làm sao để chúng ta tăng doanh số. Ok, học về dòng tiền. Các bạn nhận ra điều này. Chúng ta hoàn toàn không có những kiến thức về lĩnh vực đó thì nó khó, đúng rồi. Vậy thì chúng ta đừng cứ ngồi đơn khó. Bạn đơn khó có 10 năm nữa thì nó vẫn cứ khó. Mà chúng ta hãy có cái quy trình gì? Biến khó thành dễ bằng gì ạ? Bước đầu tiên là chúng ta phải học. Học để chúng ta có kiến thức về lĩnh vực đó. Bước thứ hai thì chúng ta phải làm gì ạ? Bước thứ hai là chúng ta phải luyện cho mình những cái kỹ năng. Bước một là học, bước thứ hai là bắt đầu là luyện cho mình những cái kỹ năng về lĩnh vực đó. Ví dụ như là chúng ta học kế toán nhưng mà chúng ta chưa chắc chúng ta đã biết làm kế toán, chúng ta cần phải luyện nữa. Nó là học không nó chưa có đủ, cái tiếp theo là cần phải luyện về lĩnh vực đó nữa thì nó mới đủ. Luyện gì? Luyện để chúng ta có những cái kỹ năng, luyện để chúng ta có những cái kinh nghiệm, luyện để chúng ta có những cái va vấp. Chứ đừng cứ ngồi ở đó là cứ khó. Và bước thứ ba là phải lao ra làm. Phải chạy ra làm, lao ra làm. Làm thì nó có đúng có sai không? Chắc chắn là có. Chắc chắn là làm là nó có sai. Nó có đúng, nó có sai. Và chính cái sai nó giúp cho chúng ta rút kinh nghiệm.
nó giúp cho ta rút kinh nghiệm thì chúng ta mới có đúng được. À, nó là chúng ta, và khi chúng ta làm được thì tự nhiên chúng ta thấy nó dễ. Đó, cái quy trình biến khó thành dễ. Nên là một trong những cái tư duy của người làm kinh doanh là không được để cái từ khó ở trong cái đầu của mình. Thực sự là không có cái gì trên đời này khó với các bạn nếu các bạn đi đúng quy trình. À, bạn không biết kinh doanh thì nó khó, bởi vì kiến thức của kinh doanh bạn có biết đâu. À, bạn không biết, chưa bao giờ làm kinh doanh, thiếu kiến thức về kinh doanh, chưa bao giờ bán hàng, bạn học những năm đại học ở trên nhà trường, bạn học cái gì? Bạn học những cái kiến thức mà nó giúp cho các bạn đi làm chuyên môn giỏi thôi. À, thì bạn không biết kinh doanh và bạn kinh doanh tầm bậy, bạn kinh doanh trật là đúng rồi. Nó là không có kiến thức về kinh doanh, cứ nói kinh doanh khó. Vậy thì thay vì ngồi nó khó thì hãy đi học, hãy tìm những người, hãy tìm những người gì à? Người họ biết về lĩnh vực đó và chúng ta học là chúng ta biết. Cái chuyện đó rất là đơn giản. À, hãy đi tìm những người biết. Đôi khi chúng ta không biết rồi chúng ta cứ đi tìm những người không biết rồi chúng ta cứ nghe họ nói. Họ nói riết cái các bạn bị rối luôn. À, có những bạn hay hỏi mình. À, hay hỏi mình cứ là em nghe người này khuyên cái này, em nghe người kia khuyên cái kia, em nghe người kia khuyên cái nọ. Hồi sáng có một bạn bán nước mắm. À, bạn ra bạn kinh doanh nước mắm. Và bạn tới bạn hỏi mình rằng em nghe cái bạn này khuyên em như thế này nè, em nghe bạn kia khuyên em như kia nè, em nghe bạn nọ khuyên em nó như thế nọ nè. Mình mới hỏi bạn bán nước mắm rằng những cái người khuyên em á, họ có mua nước mắm của em chưa, họ có phải là khách hàng của em chưa, họ có móc tiền ra họ đưa cho em chưa, nói chưa, mấy đó là mấy bạn của em á. Mình kêu thôi dẹp đi, đừng nghe lời cái tụi nó, cái đó không phải là lời khuyên mà họ đang nói cái quan điểm của họ. Bạn ơn vô chưa? Chúng ta ra kinh doanh là chúng ta phải nghe khách hàng phản hồi lại. Chúng ta phải nghe khách hàng phản hồi lại. Rồi gì? Chúng ta điều chỉnh cái gì? Trên cái ý kiến của khách hàng. Chứ đừng cứ nghe những cái thằng mà nó cứ suốt ngày nó khuyên người ta mà cái chai nước mắm nó mua còn nó còn không mua, nó không bỏ tiền ra nó mua nữa. Mà nó đã khuyên. Thì nó đang nói cái ý kiến của nó chứ nó khuyên cái gì? À, hoặc là chúng ta chỉ dò hỏi những người gì à? Những người có kinh nghiệm hơn ta trong lĩnh vực đó. Họ giỏi hơn ta, họ kinh doanh nước mắm lâu năm rồi, họ giỏi lắm. Và họ cho chúng ta những lời khuyên. Còn gặp ai cũng nghe lời khuyên mà chai nước mắm họ mua còn không nổi mà họ khuyên cái gì? Họ không phải là khách hàng của ta, họ không móc túi ra họ đưa cho ta. Nên cái cảm nhận của họ nó chả trúng trặc gì hết á. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Không có trúng trặc gì hết á. Nên là các bạn mà đi nghe quan điểm của mấy người đó là các bạn lòng vòng hoài thôi. À, nó là chúng ta hãy có cái quy trình biến khó thành dễ bằng cách gì ạ? Bước đầu tiên là học, sau đó luyện những kỹ năng, sau đó chúng ta làm. Và chúng ta làm được thì lập tức chúng ta phát triển, là tự nhiên chúng ta thấy nó dễ. Ok chưa? Nó là người làm kinh doanh chúng ta cần phải có cái quy trình đó. Rất là tuyệt vời. Vậy hồi nãy giờ những gì mình chia sẻ bạn thấy có tuyệt vời mà. Các bạn thấy thú vị mà. Nó thú vị thì các bạn comment vô và các bạn thấy những cái bài học này nó rất là tuyệt vời. À, còn khi mà chúng ta học chúng ta phải đi từng bước một. À, lúc nào học cũng nhanh là muốn làm muốn biết liền vậy đó, cứ vội vội vã vã cứ hấp tấp vậy thì làm sao mà phát triển được. Mà nói với các bạn là cứ từ từ từng bước một. À, vậy thì hồi nãy giờ các bạn học được cái gì thì các bạn comment cho mình một cái. À, và các bạn nói là những cái điều các bạn học được này nó rất là tuyệt vời. Ok chưa? À, và mà vậy là vừa rồi mình mới chia sẻ các bạn cái thứ nhất, 10 thứ lận các bạn ơi, cả tiếng đồng hồ lận. Nên các bạn, thứ nhất là các bạn phải chia sẻ cái livestream này về. Bây giờ mình coi này, ở ngoài trời đang mưa quá trời này. À, mà mình ở đây mình livestream cho bạn ở ngoài đó, mặt cao đây bạn có thể ở ngoài này trời mưa này. À, trời mưa tầm rạng này. Mưa đang rất là mưa lớn. À, ở trong chúng ta ở trong này chúng ta livestream nó vô thường luôn. Mưa lớn vô cùng luôn. Bạn chưa? À, trời Sài Gòn đang mưa rất là lớn. Vậy thì chúng ta hãy có quy trình biến khó thành dễ, đừng cứ ngồi đó. Nhiều người đi học thì không có chịu đi học. Để biết cái cách làm thì không có chịu đi học. Ok chưa? Mà cứ như thế nào ạ? Cứ suốt ngày cứ ngồi rên rỉ khó khăn thì làm sao mà chúng ta tháo gỡ được? Mình đang live stream cho các bạn ở trong cái phòng làm việc của mình. À, trong cái phòng làm việc riêng của mình,
trong nhà mình thì mình có set một cái phòng làm việc riêng của mình. À, ở chỗ em nắng lắm, em ở chỗ nào mà nắng dữ á, ở chỗ mình đang mưa tầm tã luôn. Ở ngoài kia là đang mưa gió tầm tã luôn. À, ok chưa? Vậy thì ok chưa? À, mình ở ngoài kia là đang mưa gió tầm tã luôn các bạn, mưa cực kỳ lớn. À, ok chưa? Miền Tây đang mát mẻ thôi. Ok, ở miền Tây thì tuyệt vời. Ok chưa? Vậy thì bây giờ các bạn thấy cái tư duy số 1 tuyệt vời không ạ? Tuyệt vời. Vậy bây giờ bắt đầu cái tư duy số 2, các bạn ghi xuống cái tư duy số 2. Tư duy số 2 là có nhiều người nói là cái không thể, không thể. Ok chưa? Xa quá thầy ơi, xa quá nghĩa là sao chưa hiểu. À, có nhiều bạn cứ nói là không thể. Không thể thì chúng ta phải có tư duy là chúng ta biến nó thành có thể. À, mình đang có một cái phòng làm việc riêng đây, ở ngay trong cái phòng của mình. Bạn Nguyễn Lý Thanh mà nói mưa quá thôi, đúng rồi, trời đang mưa rất là lớn, là mình ở trong nhà. À, mình ở trong nhà mình live stream cho nó rất là tuyệt vời. À, do trời mưa lớn nên ở trong nhà live stream. Vâng, cái tư duy thứ hai là nếu mà cái gì chúng ta nói chúng ta không thể thì chúng ta biến nó thành cái câu là tôi có thể làm được điều đó. À, cái tư duy số 1 là khi mà bạn nói không thể thì bạn sẽ luôn luôn đổi ngược lại là tôi luôn có thể làm nó, không những có thể làm nó mà tôi làm rất tốt về nó. À, các bạn nói nó như vậy đi, tôi luôn làm tốt nó. Ví dụ như là bạn thấy là tôi không thể ra kinh doanh thì bạn nói là tôi luôn luôn có thể ra làm kinh doanh, tôi tin rằng tôi kinh doanh rất là tốt. À, các bạn cứ nói nó như vậy đi. À, ở đâu bạn có cái từ không thể? Bởi vì sao ạ? Lúc xưa á, khi mà bạn mới sinh ra đời á, thì bạn đâu có biết cái từ không thể hay từ có thể. Bạn có nhận ra điều này không ạ? Một cái đứa bé nó mới sinh ra đời thì làm sao nó biết nó là không thể hoặc nó là có thể. À, ở đâu mà nắng vỡ cái đầu luôn vậy bạn Anh Châu ơi? Ở đâu mà nắng vỡ cả cái đầu dữ á? À, các bạn hình dung chưa? Lúc mới sinh ra đời cái đứa bé nó trăng trăng trong mà. Vậy thì làm sao nó biết cái từ không thể và từ có thể? Làm sao nó biết rằng là nó không thể làm được? Vậy ai đang cài cho cái từ chúng ta không thể đó? Bạn biết không? À, ai đang cài cho chúng ta vậy? Các bạn thử hỏi đi. Ai đang cài cho chúng ta? Thường thường là bố mẹ, người lớn, ông bà của chúng ta. Ok chưa? Rồi sau đó là thầy cô của chúng ta và bạn bè của chúng ta, họ cài cho bạn những cái tư duy đó. À, bạn nào mà lần đầu tiên biết mình thì các bạn nhớ comment xuống nha. Và sau cái live stream này mình sẽ kết nối với các bạn, mình sẽ làm quen với các bạn nha. À, bạn nào mà chưa mua quyển sách của mình thì các bạn hãy mua hai cái quyển sách của mình đi. Mình sẽ ép các bạn vào một cái group kinh doanh riêng và mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Vậy thì bây giờ mình nói như thế nào nè? Vậy thì ai đã cài các bạn cái từ không thể làm được? Ai? Đó chính là ba mẹ, người lớn, anh chị em của chúng ta, thầy cô chúng ta, mấy đứa bạn nối khố của chúng ta. Tất cả những người đó họ đang cài cho chúng ta cái tư duy gì? Không thể, không thể, không thể. Họ cài cho chúng ta vậy á. Tại sao họ cài nó như vậy? Hồi nhỏ các bạn nhớ không? Các bạn hay la. À, hay la. Ví dụ các bạn làm cái gì, các ba mẹ là con không có được làm điều đó nha, con làm cái điều đó là không có được nha. À, hoặc là các bạn mà làm sai cái gì là bố mẹ, tao biết mà, cái điều đó mày làm không có được đâu. Những cái từ đó đó, họ nói gì à? Họ nói và mặc định ở trong cái đầu của bạn luôn. Và lớn lên nó tự nhiên bạn gặp cái gì cái bạn cũng như thế nào à? À, bạn cứ tự tin rằng là mình không thể. Ví dụ như sáng nay nè, mình thì sáng nào mình cũng chạy thể dục hết. À, và sáng nay mình kêu con gái của mình chạy, bé Bambi nó chạy, thì đang chạy trên đường một con. À, thì có bà cụ, à, bà chắc cũng có khoảng sáu mấy 70 tuổi á, bà cũng đi bộ. À, và sáng nào bà đi bộ bà thấy bé bà cũng thích á, nhưng mà sáng nay bé Bambi nó vừa chạy thì nó như thế nào? Ok, thế gì bạn gì? Thầy chấp nhận kết bạn của em nha thầy, làm sao kết bạn với em được? Ok chưa? Em chọn follow và em chọn xem trước.
bạn Duy ha. À, bây giờ follow không đã 19.000 người follow rồi. À, kết bạn thì luôn luôn full rồi. Nó là em chọn follow và em chọn xem trước. À, ok chưa? Vậy thì nó như thế nào? À, mình với bé Bambi đang chạy. À, thì cái chỗ đó nắng. À, thì Bambi cái mặt nó hơi nhăn. Thì bà nói, à, bà lại nói rất là lớn. Bà kêu, thôi con không có chạy nữa, đừng có ép con chạy. Con đừng, con không có chạy nữa. Nhưng mà Bambi hoàn toàn nó không có cái tư duy đó. À, các bạn thấy chưa? À, và mình không nói hết, mình im để nó đi. Nhưng mà nếu mà có một người lớn và bé nó đang hành động vậy mà có người lớn cứ nói là ô chắc là con mệt rồi, con không chạy nổi nữa đâu, và cứ tiêm vào đầu nó và nó không có vượt qua được. Các bạn hiểu ra điều này chưa? À, đó là chúng ta phải khuyến khích chứ. Ồ, con phải nỗ lực hơn nữa, con phải cố gắng hơn nữa. Ok, con rất là tuyệt vời, con đã chạy được 2 vòng rồi, còn chút xíu nữa con chạy rồi. Các bạn thấy chưa? Chúng ta hãy cài một cái tư duy tích cực, cài cái tư duy nỗ lực lên, chứ đừng có chúng ta lại cài cái tư duy ồ bé nó chạy nhiều rồi, bé nó mệt rồi. À, thường thường là ba mẹ và người lớn chúng ta hay cài cho chúng ta cái tư duy là không thể. Và lớn lên, à, cái đó nó mặc định, nó nằm ở trong đầu của chúng ta luôn. Nó là thấy cái gì chúng ta cũng nghĩ rằng là không thể. À, vậy ngay từ đầu mình đã nói với các bạn rồi, ai đã cài cho chúng ta cái tư duy là không thể. Hỡi chút cái gì thôi là chắc cái này mình tính rằng mình làm không có được đâu. Bạn nghĩ cái, bạn mất thời gian, bạn nghĩ ra được cái từ là cái này chắc mình làm không được đâu. Thì tại sao bạn cũng không mất thời gian, cũng bấy nhiêu thời gian đó, cái này tôi có thể làm được. Bạn có nhận ra điều này chưa? Nó đâu có tốn quá nhiều công sức đâu. À, nó là một trong những cái điều rất là tuyệt vời. Là chúng ta, cái gì mà trong cái đầu của chúng ta nó cứ nó nói không thể, thì bây giờ chúng ta phải gì à? Có thể. À, đừng bao giờ mà đánh giá thấp cái con người của mình. Đừng bao giờ mà kéo mình trì hoãn lại. Khi các bạn kéo mình trì hoãn lại, các bạn mất sức hơn là các bạn suy nghĩ tới. À, nên là người làm kinh doanh là luôn luôn suy nghĩ, luôn luôn tìm cách để chúng ta luôn có thể để chúng ta làm tốt hơn. À, các bạn nhận ra điều này không ạ? Vậy thì vừa rồi mình chia sẻ bạn cái tư duy số 2. À, tư duy số 1 là gì các bạn ơi? Tư duy số 2 là gì ạ? À? Bây giờ tới cái gì? Tư duy số 3. Tôi không có khả năng. À, thì các bạn biến thành cái tư duy à? Tôi có khả năng như thế nào? À, nếu ai đó nói rằng là tôi không có khả năng, thì bạn sẽ biến thành cái tư duy như thế nào ạ? À? Tôi có khả năng như thế nào? À, ok chưa? Nghĩa là sao ạ? À? Nghĩa là chúng ta phải luôn đừng có nói rằng là mình không có khả năng về làm cái việc đó, mà phải luôn tự hỏi rằng là cái khả năng làm việc đó hiện tại tôi đang ở đâu? Và cách nào để tôi phát triển hơn cái khả năng đó? À, ví dụ như là lúc đầu bạn chưa có khả năng lái xe thì dĩ nhiên là bạn không biết, nhưng mà bạn lên cái quy trình bạn học nó thì lập tức là bạn sẽ biết. À, tóm lại tư duy số 2 là người kinh doanh thì phải luôn luôn tìm cách để mình có thể làm. Đúng rồi, tư duy số 3 là tôi không có khả năng thì phải biến thành là tôi có khả năng làm việc đó như thế nào. À, đừng có nói rằng là tôi không có khả năng nói ngoại ngữ, mà tôi có khả năng nói ngoại ngữ như thế nào. Điều đó có nghĩa là gì ạ? Nghĩa là chúng ta lên cái quy trình thôi, để chúng ta luyện thôi, chúng ta dành đủ thời gian cho nó, đủ công sức cho nó, thì chúng ta sẽ nói được ngoại ngữ thôi. Người nhanh thì họ sẽ như thế nào ạ? Họ sẽ nói nhanh hơn. Còn nếu mà chúng ta chậm thì chúng ta mất nhiều thời gian hơn. Đơn giản là như vậy. Người ta cần 100 tiếng đồng hồ để người ta nói được ngoại ngữ. À, hoặc là chúng ta đi học bơi, cái người nhanh thì họ cần 5 buổi học bơi là họ bơi, còn chúng ta chậm, chúng ta có thể là cần tới 15 buổi để chúng ta bơi. Tóm lại là không phải là chúng ta không có khả năng, mà chúng ta có khả năng và chúng ta tập trung năng lượng và thời gian cho nó như thế nào, chứ đừng bao giờ là nói tôi không có khả năng. Cái đó là cái tư duy nó làm cho chúng ta rất là hạn chế, đặc biệt là người làm kinh doanh. Người làm kinh doanh các bạn cần phải có tư duy khác biệt với đám đông. Bạn ra làm, bạn làm kinh doanh là bạn cần có tư duy khác biệt với đám đông. Tại vì đám đông họ tư duy theo cách đó, nên họ thuộc trong cái nhóm đám đông đó. À, các bạn gặp 100 người
thì hết 99 người là người gì ạ? Người họ đi làm công rồi, chỉ có một người họ ra làm kinh doanh thôi. Vậy thì cái người làm kinh doanh đó, bạn phải tư duy khác biệt hơn những cái con người còn lại. Nếu mà bạn vẫn tư duy giống như con người còn lại thì như thế nào ạ? Bạn cũng giống như cái nhóm còn lại đó. Bạn vẫn suốt ngày bạn nói khó, bạn vẫn suốt ngày là bạn nói tôi không thể, bạn vẫn cứ suốt ngày bạn nói là tôi không có khả năng, thì bạn thuộc cái nhóm kia rồi. À, bạn có nhận ra điều này chưa? Bạn thuộc cái nhóm đó rồi. Tại vì sao ạ? Tư duy, suy nghĩ của bạn nó sẽ dẫn đến cái gì à? Nó sẽ dẫn dắt cái hành động của bạn. Bạn suy nghĩ rằng là tôi có thể làm được thì bạn sẽ đi ra bạn làm. Còn bạn suy nghĩ rằng tôi không thể làm, tôi không tin tôi làm thì tôi sẽ không làm. Bạn nhận ra điều này chưa? À, nên đó là lý do mà như thế nào à? Chúng ta cần phải gì à? Cần phải tư duy theo một cách rất là khác biệt. Cái người làm kinh doanh chúng ta phải có tư duy một cách khác biệt. Đừng cứ ngồi đó rên rỉ than thở. Nên là đừng bao giờ suy nghĩ theo cái kiểu là tôi không có khả năng làm. Đừng có bao giờ suy nghĩ theo cái điều đó. Mà hãy suy nghĩ theo gì à? Cách nào để tôi làm được cái điều này? Hãy suy nghĩ theo cái góc độ đó. Đây là một cái live stream nó rất là tuyệt vời. Nên do ban ngày các bạn đang bận làm việc nữa, nên các bạn không thể ngồi theo đuổi xuyên suốt, thì các bạn hãy nên chia sẻ về trang nhà của các bạn để các bạn như thế nào à, lúc các bạn rảnh các bạn vào các bạn xem, và như thế nào à, các bạn giúp cho anh chị em của bạn, những người mà họ có cái tư duy tiêu cực nhiều quá, họ có cái tư duy mà giới hạn bản thân họ nhiều quá, thì họ như thế nào à, họ thoát ra à, họ tin tưởng vào bản thân họ hơn à. Các bạn biết bế tắc trong tư duy á là nó dẫn đến chúng ta bế tắc hàng loạt những cái việc khác. Bế tắc trong tư duy dẫn đến bế tắc trong hành động, và nó sẽ dẫn cho chúng ta có những cái kết quả không có tốt. Nên đó là lý do mà các bạn giúp ai tháo gỡ được cái tư duy là cái người đó họ cảm ơn bạn hoài à. Cảm ơn bạn rất là nhiều à. Bạn Nguyễn Nhật, hãy suy nghĩ theo góc độ cách nào đó để tôi có thể làm được điều này, làm tốt điều này hơn. Rất là tuyệt vời bạn Nguyễn Nhật ơi. Nên bạn nào chưa chia sẻ live stream thì các bạn hãy tranh thủ các bạn chia sẻ cái live stream đi à, để lưu lại à, ok chưa? Vâng, và bây giờ cái thứ tư, các bạn ghi vào cái thứ tư. Cái thứ tư là phần lớn mọi người ở ngoài kia họ có tư duy như thế nào à? Em sợ mấy người tiêu cực lắm thầy ơi. Ok, bạn Giang Kim Kim Cúc chính xác luôn. Những cái người tiêu cực thì họ kéo năng lượng của chúng ta xuống lắm. Cái năng lượng họ là đang là năng lượng âm mà. Cái tư duy thứ tư, các bạn ghi vào cái tư duy thứ tư, đó là tư duy sống sót. Ok chưa? Họ sống một cái đời sống sót. Họ nói ồ, sống như vậy là được rồi, làm như vậy là được rồi, bấy nhiêu đó là đủ rồi. Nhưng mà đủ cái kiểu gì? Họ tự nói theo sống sót thôi chứ. Nhà thì chưa mua được nhà, xe thì chưa mua được xe, cuộc sống có rất là khó khăn, mà đủ cái gì mà đủ? Bạn có nhận ra điều này nè chưa? Vậy chứ bây giờ cho họ thêm cục tiền, họ của nó ồ bao nhiêu đó đủ rồi. Tức là cái tư duy đó người ta gọi là tư duy sống sót à. Bạn Nguyễn Đình Hùng, làm cách nào năng lượng được như anh nhỉ? Quá tuyệt vời. Vâng, bạn Nguyễn Đình Hùng ơi, mình ngày nào mình cũng tập thể dục. Bạn Nguyễn Đình Hùng ơi, do mình có năng lượng tốt là do ngày nào mình cũng tập thể dục à. Tối nay mình live stream tiếp cho các bạn tiếp à, ngày nào mình cũng tập thể dục đều à, 30 ngày mình đều tập thể dục 30 ngày, sáng nào cũng dậy tập thể dục hết à. Nên mà khi mình tập thể dục tốt á, nên cái sức khỏe mình nó rất là tốt. Ok, năng lượng mình nó luôn tỏa ra à. Bạn hồi dung ra điều này chưa? Nó là các bạn cần phải có, các bạn phải tập thể dục đều. Lâu lâu mà các bạn tập thể dục thì nó không sẽ nhiều hết đó. Phải đều. Cái đều á, bạn nên nhớ rằng á, mình tập thể dục một lâu lâu mình mới chạy một lần á, nó không. Nhưng mà cái đều á các bạn, cái đều nó không phải là bình thường, mà nó trở thành cái cấp số nhân luôn à. Ok chưa? Em cũng tập thể dục đều mà cứ cuối ngày là bài giảng của em yếu xìu. Ok à, vậy là bạn chưa luyện để bạn đạt được một cái đỉnh nó cao hơn đó bạn Hùng ơi à. Bạn cần phải luyện nữa để đạt được cái đỉnh nó cao hơn à. Mình thì mình tập thể dục liên tục trong những cái ngày nên là cái năng lượng của mình nó rất là cao à. Vâng, mỗi bữa ăn uống một ly rượu cho da thịt hồng hào hả thầy? Vâng, ok. Mình thì lúc nào cũng da thịt hồng hào rồi. Ok chưa? Tập thể dục đều là nó rất là tuyệt vời
luôn tập thể dục buổi sáng đều. Vâng, tư duy sống sót. Đầy những người á, tư duy họ cái kiểu như bấy nhiêu đó là đủ rồi. Ví dụ như người ta có nhà cao cửa rộng, người ta có xe cộ, người ta có tài sản và người ta không cần đi làm gì đó, người ta vẫn sống được, thì họ nói cái họ tư duy theo theo cái kiểu là ok tôi làm bấy nhiêu là đủ rồi, thì cái tư duy đó chúng ta chấp nhận được. Còn cuộc sống chúng ta còn quá thiếu thốn, cuộc sống chỉ lo ăn đủ hàng ngày thôi mà nói rằng là tư duy đủ rồi, thì rõ ràng là cái tư duy đó là tư duy sống sót. Họ sống một cái cuộc sống sống sót ở trên đời này. Cuộc đời sống đâu có nhiều đâu, mà ăn thì không dám ăn, chỗ ở thì không đàng hoàng, cuộc sống thì rất là thiếu thốn. Đi du lịch đi nước này nước kia nước nọ thì không dám đi, là tư duy theo kiểu sống sót. Hoặc là có bạn có tiền nhiều rồi mà vẫn không thưởng cho mình. Tiền thì rất là nhiều, mà tháng 7 này mình tổ chức, năm nào mình cũng tổ chức, mình dẫn một đoàn đi xin nhớ để mình huấn luyện cho các bạn cái kỹ năng đi nước ngoài. Thì tiền rất là nhiều, mà đi làm passport, làm visa đồ rồi, mà chừng quyết định tới cái giờ đi á, thì cứ hỏi mình rằng vậy thì em không biết ngoại ngữ gì đó, rồi ra đó em có học được cái gì hay không. Mình nói năm nay ông 40 tuổi đời rồi, vậy thì ông định chừng nào ông mới biết ngoại ngữ, và chừng nào rồi ông mới đi. Bạn có nhận ra điều này chưa? Tức là cuộc đời chúng ta đôi khi chúng ta cứ suy nghĩ theo cái dạng nó như vậy á, rồi thế là chúng ta không bao giờ chúng ta đi. Mà những người không có tiền còn nói nha, cái ông này ông có đủ tiền rồi, ông có nhiều tiền rồi, mà hồi giờ chưa bao giờ đi nước ngoài, và bây giờ làm tới bắt bó rồi mà còn ngồi suy nghĩ vậy á. Tư duy đó người ta gọi là tư duy sống sót. Sống một cuộc đời thiếu trải nghiệm, sống một cuộc đời ok chưa, không gì không bứt phá ra. Sống một cuộc đời cứ giới hạn mình lại. Sống một cuộc đời như vậy là đủ rồi. Chúng ta cần phải thoát ra, chúng ta cần phải bứt phá. Các bạn vô, chúng ta cần phải thử cho mình. Chúng ta chỉ có một lần, bạn nên nhớ, chúng ta chỉ có duy nhất một lần chúng ta sống trên đời này. Và chúng ta luyện thể dục tốt, chúng ta có thể sống được năm 80 tuổi. Bạn nào luyện thể dục không tốt, chúng ta sống năm 60, 70 tuổi hết rồi, kết thúc của cuộc đời này. Sống được 80 tuổi thì hết 1/3 trong đó là ngủ rồi, còn có 2/3 trong đó là thức thôi. Mà hết 1/3 trong đó là đi làm rồi, nếu bạn đi làm giá tạo ra thu nhập cao, thì hết 1/3 nữa là đi làm rồi. Nghĩa là hết 1/3 ngủ, hết 1/3 là đi làm, còn lại có 1/3 là khám phá cuộc sống này, mà còn ngồi suy nghĩ tính toán. Đúng là cuộc đời sống sót thiệt luôn. Bạn nhận ra điều này chưa? Quá sống sót luôn. Vậy thì cuộc đời chúng ta nó đâu còn cái gì nữa. Mình nói rằng là hãy thưởng cho mình. Nếu mà chưa có tiền thì ráng cố gắng làm nhiều tiền đi. Còn đã có tiền rồi thì hãy thưởng cho mình. Sống không nhiều nữa. Thế mà cứ ngồi toan tính vậy đó, thì có phải là tư duy sống sót không? Và các bạn thấy ra, các bạn có phải là như vậy không ạ? Nếu mà hiện tại các bạn đang thu nhập thấp quá, thì phải học cấp để làm sao có thu nhập cao lên. Ủa sao hồi nãy giờ mình nói quá đụng chạm với các bạn, sao mà không thấy các bạn nào comment vậy nhỉ? Cái cách các bạn không comment thì mình cũng hiểu các bạn rồi. Nghĩa là các bạn đang chú ý lắng nghe chứ gì, và nó nhập tâm quá chứ gì. Mình hiểu các bạn luôn. Đó là cái cách mà các bạn không chịu comment. Và mình biết là các bạn đang rất là tập trung. Các bạn đang rất là tập trung, lắng nghe đến nỗi mà quên comment luôn rồi. Các bạn rất là tuyệt vời, các bạn đang rất là chú tâm, rất là tuyệt vời. Các bạn hiểu chưa? Nó là đừng cứ ngồi mà cứ suy nghĩ, mà cứ toan tính, rồi lại như thế nào rồi lại không làm một cái gì hết, để chừng cuối cùng rằng cuộc đời của chúng ta sinh ra không có gì và chết đi cũng không có gì, thiếu thốn đủ điều hết. Nó là chúng ta cần phải gì cần phải xét lại cho mình một cái tư duy mới, cái cách gì, cái cách làm việc mới đi, tập trung mới đi, ok chưa? Rồi mà thay vì từ cái tư duy sống sót, chúng ta phải chuyển sang tư duy gì? Tư duy trải nghiệm thành công và giàu có. Chuyển từ tư duy sống sót
sang tư duy gì à? Trải nghiệm thành công và giàu có. Các bạn ghi vô đi, chuyển từ tư duy sống sót sang tư duy gì? Cuộc sống trải nghiệm, cuộc sống thành công và cuộc sống giàu có. Ghi vô vô đi. À, chuyển từ tư duy sống sót sang một cái tư duy mới. Nghĩa là gì à? Nghĩa là chúng ta cho phép chúng ta sẵn sàng trải nghiệm. À, cái người châu Âu á, cái người phương Tây á, họ hoàn toàn khác. À, cái người phương Tây họ hoàn toàn khác. Họ như thế nào à? Họ, các bạn thấy không, nhà họ cũng mướn họ ở luôn, họ không thèm mua nhà luôn. À, họ mướn họ ở cái nhà xịn vậy đó để họ được trải nghiệm. Rồi tiền dành bao nhiêu, họ đi du lịch khắp thế giới này. Bạn có hiểu chưa? Họ có cái gì trải nghiệm. Bản thân gia đình mình cũng vậy. À, gia đình mình cũng vậy. À, gia đình mình chuẩn bị đi nước ngoài tiếp. Chờ Bambi nghỉ hè là gia đình mình đi nước ngoài tiếp. À, kế hoạch năm nay là mình đi Pháp. À, mình nghỉ hè ở bên Pháp và ở bên Ý. À, rồi sau đó mình đáp về Việt Nam. Là sang ngày 12 tháng 7 là mình dẫn nguyên đoàn 50 bạn đi Singapore. Các bạn thấy tuyệt vời không? À, chúng ta phải đi chứ. Chúng ta phải biết những cái khu vực đó trên thế giới này chứ. Chúng ta sẵn sàng ăn những cái món mới. Chúng ta sẵn sàng thưởng thức một cái chai bia mới. Chúng ta sẵn sàng thưởng thức một cái loại rượu mới. Chúng ta sẵn sàng gặp một cái người mới. Chúng ta sẵn sàng gặp một cái người ở đất nước mới. À, chúng ta sẵn sàng tiếp nhận một cái kiến thức mới. Chúng ta sẵn sàng nhìn cái gì à? Cái góc nhìn mới. À, ok chưa? Chứ chúng ta không có được gì à? Không có được giới hạn hàng mình. Các bạn hình dung chưa? Ở trong xã hội này, nó hay lắm. Có người, ví dụ như mình đứng mình chia sẻ với các bạn này, có người nói, ồ, cái điều anh chia sẻ nó rất là hay. Nhưng mà có người nói, ồ, cái anh chia sẻ tôi thấy nó cũng bình thường. Có người lại là nói, ồ, cái điều anh chia sẻ tôi thấy anh khùng khùng, điên điên, sao á. À, có người nói là, cái ông này ông khùng khùng, giờ này lên lên chip. Ok chưa? Tất cả những điều đó nó đang nói lên gì ạ? Nó đang nói lên rằng là xã hội của chúng ta nó rất là phong phú. Xã hội chúng ta nó rất là tuyệt vời. Có nhiều người họ nhìn vấn đề ở những cái góc độ khác nhau. Bạn hình dung chưa? Và họ có những cái góc nhìn khác nhau. Có người thấy mình rất là tuyệt vời, nhưng mà có người thấy mình khùng khùng, có người thấy mình điên điên. Điều đó nó vô cùng ý nghĩa, các bạn hình dung ra này. Bởi vì cái cuộc sống này nó có nhiều cái góc nhìn khác nhau, nên cuộc sống của ta nó rất là phong phú, nó rất là đa dạng. Và chúng ta cần phải có cái trải nghiệm đó, chứ không phải suốt ngày chúng ta cứ nghe, ồ, anh này chia sẻ rất là tuyệt vời, anh này chia sẻ rất là tuyệt vời, anh này chia sẻ rất là tuyệt vời, anh này chia sẻ rất là tuyệt vời. Ai cũng nói theo cái kiểu đó, nó chán muốn chết. Có người lâu lâu nói mình điên, có người lâu lâu nói mình khùng. Thì cái điều đó nghe tự nhiên nó rất là tuyệt vời. Các bạn hình dung ra điều này chưa? À, nó là chúng ta cần phải có những cái trải nghiệm mới. Chúng ta cần phải có tư duy hành động. Chúng ta cần phải có tư duy sống cho chúng ta một cái sự trải nghiệm tuyệt vời. Chứ đừng có cái tư duy mà sống theo cái kiểu gì à? Sống theo kiểu gì à? À, như vậy là đủ rồi. Sáng ăn phở, chiều ăn cơm. Sáng ăn phở, trưa ăn cơm, chiều ăn hủ tiếu. Hôm sau, sáng ăn hủ tiếu, trưa ăn cơm, chiều ăn phở. Hôm nọ, sáng ăn cơm, trưa ăn phở, chiều ăn hủ tiếu. Quanh năm suốt tháng á, mấy ông ăn cái mấy cái món đó thôi, mấy ông chỉ đảo bữa với nhau thôi, các bạn thấy không? Rồi ông ngồi ông nói bấy nhiêu đủ rồi. Tư duy đó là người ta nói tư duy gì? Tư duy sống sót. Và sống như vậy thì nó thiếu thốn kinh khủng. Hả? À, và bạn càng thiếu trải nghiệm á, thì bạn lại càng không có thu nhập. Bởi vì bạn không có nhận ra những vấn đề xung quanh mình. Nên đó là lý do mà chúng ta phải chuyển từ tư duy sống sót sang tư duy gì? Cuộc sống đầy trải nghiệm. Bạn ghi đi. Người làm kinh doanh là phải căn gì? Phải chuyển từ tư duy gì? Tư duy sống sót sang tư duy gì? Cuộc sống đầy trải nghiệm, nhiều trải nghiệm. Cho chúng ta có những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. À, vậy thì vừa rồi mình chia sẻ các bạn rất là tuyệt vời mà. Chào bạn Diệu Thu. Chào bạn Tùng Phương Võ. Ok chưa?
rất là vui làm quen với các bạn. À, và mình giới thiệu về mình một chút xíu. Hồi nãy giờ các bạn nghe mình, ok chưa? Bạn Nguyễn Hà, Hồng Nhung Nguyễn, ok. Trải nghiệm để, ok chưa? Giàu có không là quyền mỗi người, nhưng chúng ta trải nghiệm thì chắc chắn cuộc sống chúng ta nó rất là tuyệt vời. Cuộc sống đó chúng ta nó vô cùng ý nghĩa. Và mình giới thiệu về mình một chút xíu. Mình là tên Nguyễn Thái Duy. À, bạn Tuần Phương Võ, bạn ghi là FC79 là sao? Không hiểu luôn. Không hiểu bạn ghi cái gì luôn. Ok. À, cuộc sống đầy trải nghiệm, đúng rồi. Cuộc sống vô cùng nhiều trải nghiệm. Em mới nhận được sách của thầy nha thầy rằng, vâng. Vậy bạn YouTube bạn có đọc được chưa nhỉ? À, bạn đọc xong rồi thì bạn thấy quyển sách này nó như thế nào à? Ok chưa? Mình giới thiệu về mình. À, mình hiện tại là mình tác giả của những cái quyển sách sau. Quyển thứ nhất là quyển Vượt Biển Lớn. Quyển thứ hai là quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Và quyển thứ ba là Bì Dăng Đồ Quay. À, và ok, bên đây là các bạn thấy cái quyển tập này là quyển tập của B-Training. Bạn nào học thì được phát cái quyển tập này. À, và như thế nào ạ? À? Bạn nào mà sở hữu hai sách của mình, à, quyển sách Vượt Biển Lớn và quyển sách Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Quyển sách mình là tập trung về kinh doanh, hướng dẫn cho các bạn làm kinh doanh và khởi nghiệp thôi. Mình chỉ tập trung vào lĩnh vực đó thôi. À, thì các bạn như thế nào ạ? À? À, các bạn sẽ được mình ép vào một cái group. Và cái group đó chuyên chia sẻ về kinh doanh. Cái group bí mật chuyên chia sẻ về kinh doanh. Các bạn sẽ nói như thế nào ạ? À? Các bạn sẽ như thế nào ạ? À? Các bạn sẽ hỏi mình những cái câu hỏi về kinh doanh. Và mình sẽ trả lời cho các bạn rõ ràng những câu hỏi ở trong đó, huấn luyện cho các bạn, giúp bạn trở thành một người ra khởi nghiệp kinh doanh càng ngày càng giỏi ra. Ok chưa? À, rất là tuyệt vời, rất là vui, à, được kết nối và live stream với các bạn. Cảm ơn Facebook rất là nhiều. Facebook ngày hôm nay cho chúng ta live stream để chúng ta biết được rất là nhiều người ở xung quanh của chúng ta, à, kết nối được tất cả mọi người ở khắp mọi miền đất nước này. Vậy vừa rồi mình đã chia sẻ bạn cái tư duy số 4 rồi đúng không? Bây giờ tới cái tư duy số 5. Đó là tư duy sợ hãi. Tư duy sợ hãi. À, chào chú Khoa. Chào bác Khoa. À, bác Hứa Cảnh Khoa. À, hôm nay rất là vui bác Hứa Cảnh Khoa lên xem live stream của mình. À, bác Hứa Cảnh Khoa là như thế nào ạ? Chào bạn Hoài Hương. Hoàng Hương chứ. Thầy máu lửa quá rồi. Ok, cảm ơn bạn Hoài Hương rất là nhiều. Mình lúc nào mình cũng tràn đầy năng lượng hết. À, bác Hứa Cảnh Khoa là năm nay bác đã 60 mấy tuổi rồi. À, bác đang sở hữu cái công ty nội thất và một số công ty khác và bạn bè. Bác vô cùng gì à? Bác vô cùng năng lượng. À, các bạn gặp bác là lập tức các bạn như thế nào à? Các bạn sống dậy liền. Bác năng lượng vô cùng luôn. À, nó là nếu mà các bạn đang còn trẻ mà các bạn gặp bác Khoa thì bảo đảm các bạn thấy rằng các bạn đã già mất tiêu rồi. Bởi vì bác Khoa 65 tuổi mà bác còn vô cùng năng lượng. À, bạn rất là trẻ. Các bạn hình dung chưa? Nó là chúng ta còn trẻ, chúng ta phải thực sự là trở thành người trẻ. Chứ chúng ta đừng có già khi đang còn trẻ. À, cái điều đó nó dở hơi không thể tưởng được. À, nó là tiếp tục. Mà lại chia sẻ tiếp các bạn tư duy tiếp theo. Tư duy sợ hãi, thay vì chúng ta ở cái trạng thái tư duy sợ hãi thì người làm kinh doanh chúng ta phải biến từ tư duy sợ hãi thành một cái tư duy vô cùng tự tin. Và các bạn biết cách để các bạn chuyển từ cái tư duy sợ hãi sang tư duy vô cùng tự tin mà. Bạn hiểu chưa? Luôn tự tin là tôi làm được. Cũng trở lại cái câu chuyện hồi xưa bạn mới sinh ra đời làm sao bạn biết cái chữ sợ hãi nó là cái gì? Hoàn toàn làm gì có cái khái niệm sợ hãi. À, vậy thì ai dạy cho chúng ta cái tính sợ hãi? Bố mẹ của chúng ta, người lớn của chúng ta, anh chị của chúng ta, bà con hàng xóm của chúng ta dạy cho chúng ta cái sợ hãi. Bạn làm cái gì đó, ba mẹ la bạn một cái bạn sợ luôn. Bạn có nhận ra điều này, ba mẹ cứ suốt ngày chờ bạn làm được cái la bạn một cái bạn sợ luôn. Bạn có hiểu chưa? À, thì nó làm cho bạn sợ. Ba mẹ của chúng ta là hay hù lắm. Con đừng có cầm cái dao như cái dao của chân nó đứt chân con á. Hù một cái đứa bé nó sợ mặt. À, con đừng có chạy ra đường có chân đường nó tống á, cứ la không à, không chịu hướng dẫn mà cứ la, cứ hỡn chút là la, hỡn chút là la, làm con nó sợ luôn. À, vậy thì bắt đầu từ bây giờ
Các bạn cần phải có cho mình một cái tư duy khác. Từ nhỏ ai đó là đã lỡ họ cài đặt cho bạn cái tư duy sợ hãi rồi. Thì bây giờ nhiệm vụ của các bạn là gì ạ? Hãy cài đặt lại cho mình một cái tư duy mới. Đây là nhiệm vụ của các bạn. Bạn lớn rồi mà bạn vẫn để cái tư duy này nó kiểm soát cuộc đời của các bạn. Đó là lỗi của các bạn. Mình lớn rồi, mình ý thức được rồi. Có gì đâu sợ. Bạn hiểu chưa? Cái gì nguy hiểm thì chúng ta đều tự nhận thức được là cái gì nguy hiểm và cái gì không nguy hiểm. Chúng ta tự nhận thức được cái điều này mà. Thì chúng ta tránh những cái nguy hiểm đi. Mới gì cứ ngồi sợ, đi bán hàng cũng sợ, làm việc gì cũng sợ hết. Vậy thì làm sao mà chúng ta làm được? Bị cái nỗi sợ nó kiểm soát mất cuộc đời của chúng ta nè. Các bạn biết mấy ông mà ông không bán hàng được á, là ông sợ thôi. Sợ cái gì? Thứ nhất là sợ gặp người lạ. Rồi gặp người lạ mà cũng sợ. Người lạ mà cũng sợ. Những ông bán hàng không được là lý do là ông sợ gặp người lạ. Mà người lạ mà sợ cái gì? Các bạn thấy không? Trước khi bạn bè đó, một người bạn nào của bạn đó, họ trở thành người thân của họ, thì trước đó họ là người lạ. Họ là người lạ, hoắc á. Bạn hiểu chưa? Họ lạ quá, cũng lạ luôn. Và bạn gặp họ hoài, các bạn trở thành người thân, cái đứa bạn thân của bạn có phải là trước kia nó lạ hóc với bạn không? Rồi nó ngồi chung lớp với bạn, nó ngồi gần bạn, rồi hay tư tác với nó, tự nhiên nó trở thành thân với bạn. Thì trước khi nó thân, nó là người lạ. Bạn hiểu chưa? Nhưng mà những cái người họ bán không được hàng là họ sợ gặp người lạ. Rất là mắc cười. Họ sợ gặp người lạ. Hoặc là vợ của bạn đó. Vợ của bạn hoặc là chồng của bạn đó. Trước khi mà trở thành vợ chồng thì nó lạ quá. Chứ ai biết đâu, vợ của mình hồi kia mình đâu có biết đâu. Mình có biết vợ mình là ai đâu. Từ nhỏ tới lớn sinh ra có biết vợ mình là ai đâu. Cho tới khi lớn lên trên đời này. Bạn chưa đi vào Sài Gòn này, sống lên 30 mấy tuổi đời rồi mới gặp được vợ mình. Vợ mình là ở miền Tây mà. Mình là người miền Tây mà, mình là người miền Trung mà. Hai đứa từ nhỏ lớn lên có biết gì nhau đâu. Thì nếu mà mình sợ gặp người lạ, làm sao mình gặp được vợ mình? Và làm sao bây giờ trở thành vợ mình được? Bạn hiểu chưa? Trước khi trở thành người gì à, người quen thì họ là người lạ, mà chúng ta lại đi sợ đi gặp người lạ, nghe rất là mắc cười. Nó là những cái ông mà ông bán hàng không được á, là ông sợ gặp người lạ, các bạn hiểu chưa? Nghe mắc cười kinh khủng. Rồi ông sợ gì? Sợ người ta từ chối. Hai cái lý do lớn nhất mà mấy cái ông bán hàng ông không bán hàng được á, là thứ nhất là ông gì? Ông sợ gặp người lạ. Và cái thứ hai là gì? Ông sợ gì à? Ông sợ người ta từ chối cái lời đề nghị của ông. Bạn nhận ra điều này chưa? Tức là họ sợ những cái nó rất là không không, nó rất là mông lung, nó không đâu vô đâu đó mà họ lại sợ. Bây giờ mình dừng lại một chút xíu. Bạn nào mà chưa chia sẻ cái livestream của mình thì các bạn chia sẻ cái livestream mình đi. Mình đã nói rồi, chia sẻ về nhà các bạn để như thế nào để như thế nào để lưu lại, để nhớ, để sau này xem đi xem lại là cái thứ nhất. Cái thứ hai là như thế nào để cho những người thân của mình họ như thế nào họ xem. Và cái thứ ba, cái livestream này mình chia sẻ rất là dài, mới tới cái phần số 5, còn 5 phần nữa. Bạn không đủ gì bạn không đủ thời gian để bạn xem thì bạn chia sẻ về để bạn nhớ, lần sau bạn vô bạn xem lại. Nhắc đi nhắc lại để chia sẻ hoài mà không chịu chia sẻ. Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment xuống, các bạn nói là bạn nào đầu tiên xin biết mình, sau cái livestream này thì mình sẽ làm quen với các bạn. Và bạn nào ở xa muốn tìm hiểu về kinh doanh, muốn học về kinh doanh thì các bạn như thế nào? Các bạn hãy sở hữu ngay hai cái quyển sách của mình. Mình sẽ ép các bạn vào một cái group riêng chuyên chia sẻ về kinh doanh. Đặc biệt là các bạn ở các vùng xa xôi, các bạn không thể về Sài Gòn học được. Còn bạn nào mà ở Sài Gòn được thì ngày mai các bạn đi học. Ngày mai mình có 2 ngày của cái lớp học làm chủ. Mình chia sẻ từ 9 giờ sáng cho tới 9 giờ tối. Cái khóa 142 đã chia sẻ tới 142 khóa rồi. Mỗi khóa 80 người.
rất là đông các bạn trẻ, họ đi học để họ biết cách làm kinh doanh. Nên bạn nào ở Sài Gòn, ở Đồng Nai, ở Bà Rịa Vũng Tàu, ở Long An, ở Bình Dương gần đây thì chạy về Sài Gòn để đi học cái khóa làm chủ doanh nghiệp ngày mai. Ok chưa? À, học thì chúng ta có kiến thức chúng ta mới biết, không có biết cứ ngồi đó. Rồi những ông nào mà đi làm kinh doanh á, lâu nay á mà làm kinh doanh không tốt á thì cũng đăng ký đi học. Làm kinh doanh thì không có tốt mà cứ ngồi đó. Khách kinh doanh thì không có khách hàng, hoặc là có khách hàng không có khách hàng mới. Lâu nay nghe có doanh số mà hỏi có khách hàng mới đâu, không có, lòng vòng cứ bán cho mấy ông khách hàng cũ, như vậy thì đâu có gọi là kinh doanh. À, nghĩa là họ đang yếu về bán hàng, họ đang yếu về marketing, họ không biết chăm sóc khách hàng thì hãy đi học đi để cho biết. À, ok chưa? Bạn nào muốn đi học thì các bạn comment xuống. À, cái khóa ngày mai là khóa làm chủ doanh nghiệp. À, ok chưa? Khóa ngày mai là khóa làm chủ doanh nghiệp 142, khóa 142. Và các bạn đăng ký đi học bây giờ cũng rất là đông rồi, hình như là 70 bạn rồi. Cả cái hội trường ngồi có được 80 bạn thôi. À, thì bạn nào ở gần thì chúng ta đăng ký chúng ta đi học. Ok chưa? À, cảm ơn bạn rất là nhiều. Nghĩa là mình tập trung vào mình nói cái tư duy sai tiếp. Là chúng ta đừng có rớt vào cái tư duy sợ hãi, mà hãy chuyển từ cái tư duy sợ hãi sang tư duy gì à? Sang tư duy gì à? Vô cùng tự tin. Và vì sao chúng ta sợ hãi? À, người lạ ơi hãy yêu đi, hãy cho đi, hãy làm đi. Ok, bạn Anh Dũng nói rất là tuyệt vời. À, ok chưa? À, các bạn hiểu chưa? À, vậy thì các bạn thấy điều này nó rất là tuyệt vời. À, và nó như thế nào ạ? Và những cái người bán hàng không được thì họ có hai nỗi sợ lớn nhất. Thứ nhất là sợ gặp người lạ, và thứ hai là sợ người ta từ chối. Cái chuyện mà mình đề nghị mua hàng người ta từ chối là chuyện bình thường. Bởi vì sao? Người ta chưa biết mình. Ví dụ như hồi kia bạn đi tán gái cũng vậy. Tự nhiên mới gặp nhau cái bạn đòi tán người ta từ chối là chuyện bình thường. Quen nhau kia người ta còn từ chối. Có rất là nhiều lý do để người ta từ chối. Thì mình về mình điều chỉnh lại, mình xem nó có phù hợp hay không, mình thuyết phục nó chuẩn hơn, nó chính xác hơn. Chứ mất mới gì phải sợ từ chối. Đây, những người vì sợ từ chối mà không dám đi bán hàng, bỏ đi cái sự nghiệp bán hàng, bỏ đi cái sự nghiệp luyện bán hàng, vậy thì không được. À, đó là lý do mà chúng ta cần phải gì ạ? Chúng ta cần phải luyện cái kỹ năng của mình. À, chúng ta cần phải luyện, và chúng ta am hiểu về lĩnh vực đó, chúng ta có kiến thức về lĩnh vực đó thì nó làm cho chúng ta không sợ hãi nữa. Đó, ok chưa? Cái thứ sáu, các bạn ghi vào cái thứ sáu này. Đó là họ sống một cuộc sống theo cái cách gì? Phản ứng. Nghĩa là thụ động á. Tức là anh mời tôi thì tôi mua. À, lúc này hết việc thì đi xin việc, làm cho ổng lâu quá thì ổng trả lương thấp, thì bây giờ yêu cầu ổng tăng lương. Tức là cái cuộc sống gì? Cuộc sống theo phản ứng và thụ động. Thì ghi đi, tư duy theo phản ứng và thụ động. Phản ứng là ai đó tương tác với ta thì ta mới phản ứng lại, còn không thì thôi, cuộc sống ta nó vẫn cứ vậy. Chúng ta chuyển từ cái cuộc sống phản ứng và thụ động sang cuộc sống gì ạ? Hoàn toàn chủ động, làm chủ cuộc sống của mình. Các bạn ghi vào, các bạn nốt vào, chuyển sang cuộc sống hoàn toàn chủ động và làm chủ cuộc sống của mình. Các bạn ghi vào đi, nốt vào đi các bạn ơi. Từ cái cuộc sống phản ứng thụ động sang cuộc sống hoàn toàn chủ động và làm chủ cuộc sống của mình, làm chủ phản ứng của mình. À, các bạn nào chưa chia sẻ live stream thì tranh thủ chia sẻ live stream đi. À, để về nhà các bạn, để các bạn lưu lại để nhiều người xem. Và chính các bạn cũng xem đi xem lại, nó làm cho bạn gì à? Em hiểu nhiều điều hơn. Chúng ta chuyển từ cái cuộc sống. Bạn nào mà lần đầu tiên biết mình đó nha, thì cứ comment xuống. À, thông qua Facebook chúng ta có dịp biết nhau, hãy kết bạn với mình, hãy comment xuống, làm quen với mình. À, thay vì chúng ta sống một cuộc sống phản ứng, một cuộc sống thụ động, thì hãy chuyển sang cuộc sống chủ động.
Như thế nào là cuộc sống phản ứng? Nghĩa là bạn mở quán phở ra, rồi bạn ngồi đó, rồi bạn chờ người ta vô ăn phở. Ngày hôm đó, người nào họ thấy họ vô ăn phở thì bạn vui. Ngày hôm đó, người ta không thấy không vô ăn phở thì bạn buồn. Cuộc sống như vậy là cuộc sống phản ứng. Ra kinh doanh như vậy là gọi là kinh doanh phản ứng và thụ động. Có người ta vào thì chúng ta bưng tô phở, không có người ta vào thì chúng ta ngồi đó chúng ta chờ. Cái kinh doanh như vậy thì đâu gọi là kinh doanh. Bạn kinh doanh như vậy mà bạn kinh doanh thành công là ở cái thời gì à? Ở cái thời gì à? Ở cái thời xưa người kinh doanh thì ít mà người mua hàng thì nhiều. Cái thời xưa đó à, cái thời xa xưa đó à, bạn hiểu chưa? Cái thời xa xưa ở cái con đường á, cả một con đường đó có một người bán phở à. Thì sao à? Bạn không làm gì thì quán phở bạn nó vẫn cứ đông, tại vì người ta có biết để ăn phở chỗ nào nữa đâu. Người ta phải vào thôi, cái quán của bạn thôi. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Bây giờ thì nhiều người họ biết kinh doanh. Giữa đường một quán phở, đầu đường một quán phở, cuối đường một quán phở, đầu đường quán hủ tiếu, cuối đường quán hủ tiếu, đầu đường McDonald's, cuối đường KFC, các bạn thấy không? Rất là nhiều quán. Và nếu mà bạn vẫn thụ động như xưa thì làm sao mà bạn có khách hàng? Làm sao được? Bạn phải biết cách kinh doanh, bạn phải chủ động, bạn phải biết cách dẫn dắt khách hàng về cái quán của mình, bạn phải biết cách giữ khách hàng, bạn phải biết cách làm cho khách hàng họ thích thú hơn. Thay vì họ ghé cái quán kia thì họ phải ghé cái quán của mình. Bạn phải biết cách làm sao để cho khách hàng họ bỏ tiền nhiều hơn. Đó là chủ động. Bạn có nhận chưa? Còn kinh doanh mà cứ thụ động rồi cứ ngồi đó rồi cứ rên rỉ rồi than thở, nó là chúng ta lớn rồi thì chúng ta cần phải thay đổi cái tư duy đi. Đừng cứ để cái tư duy cũ nó kéo cái con người chúng ta nó trì trệ lại. Hãy thay đổi tư duy. Lớn rồi mà, cái người lớn khác cái đứa nhỏ nó như thế nào, là cái người lớn chúng ta cần nhận thức được là hôm nay chúng ta đã cũ rồi thì chúng ta cần phải thay đổi. Đó là người lớn. Còn cái đứa nhỏ nó không nhận ra được thì chúng ta dạy nó. Chúng ta không thay đổi rồi chúng ta làm cho những đứa nhỏ nó thụ động theo mình luôn thì các bạn thấy dở hơi mà. Nó dở hơi vô cùng. À, nó quá dở hơi đi. Người lớn là người gì? Chúng ta mang tiếng rằng là chúng ta là người lớn. Chúng ta mang tiếng rằng là chúng ta sống lâu năm trên đời này. Chúng ta mang tiếng rằng là chúng ta là người có học. Mà chúng ta lại là gì? Là người rất là thụ động. Là người chỉ phản ứng thôi. Rồi thậm chí chúng ta còn dạy cho con ta cái cách nó như vậy nữa chứ. À, cái trải nghiệm của chúng ta nó giới hạn rồi, chúng ta dạy cho chúng ta con của chúng ta, những người em của chúng ta, những người sống level thấp hơn chúng ta, cái tư duy à? Cái tư duy hạn chế giống như ta luôn. Và cái điều đó nó hoàn toàn không có tốt. Mà chúng ta phải giúp cho gì à? Giúp cho em của chúng ta, con của chúng ta, tất cả những người đó, họ có sự chủ động hơn. Nếu chúng ta không thật sự chủ động, chúng ta là người quá thụ động, chúng ta là người tư duy quá lạc hậu, thì chúng ta làm ơn chúng ta im dùm cái mồm đi, im dùm cái miệng đi, để cho những cái đứa nhỏ kia nó phát triển. Chúng ta thụ động quá mà lúc nào chúng ta cũng ngồi, chúng ta cảnh báo tụi nó rằng là tụi mày không làm được như vậy nha, tụi mày phải làm được như kia nhá. Và làm cho mọi người bị thụ động ra. Bạn hình dung chưa? À, nó là chúng ta phải chuyển từ cái cuộc sống thụ động phản ứng sang cuộc sống hoàn toàn chủ động. À, thì như vậy thì chúng ta mới phát triển được. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn đã làm quen với mình. Chào bạn Hoàng Ruti Hoàng. Ok chưa? Chắc là lần đầu tiên bạn xem livestream của mình. Hãy kết bạn với mình. Hãy chia sẻ livestream này về nhà các bạn. À, thì các bạn sẽ như thế nào à? À, các bạn đã gieo hạt. Các bạn đã giúp cho những người bạn của bạn, những người quen của bạn, họ xem được cái livestream này. Và bạn đã mang được cái điều hữu ích rồi. Có người nào đó mà tư duy họ đang bảo thủ, họ đang sợ sệt nhiều á, biết đâu họ xem cái livestream này và họ mở mang ra.
và đó chính là cái công sức của các bạn. Nên bạn nào chưa chia sẻ livestream này thì các bạn tranh thủ các bạn chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn đi. À, hãy chia sẻ livestream này về nhà các bạn đi. Em cũng thường theo dõi video của thầy ạ. Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Chào chị Dung. Phân bón đồng tiền. Ok, cảm ơn chị Dung rất là nhiều. Chúng ta có cái cuộc sống thì có những người họ có cái gì ạ? Cái tư duy số 6 này các bạn ghi vào này, cái tư duy số 6 nè. Đó là gì ạ? Họ phụ thuộc vào bản thân họ. Họ sống một cái cuộc đời phụ thuộc vào bản thân họ. Thì chúng ta hãy có gì ạ? Hãy có một cái tư duy tuyệt vời khác. Đó là gì ạ? Đó là đạt được thành quả với nỗ lực của cả đội nhóm. Hãy có tư duy sống theo đội nhóm. Thầy ơi, muốn có sách của thầy thì sao ạ? Ok, bạn Trăng, bạn Bùi Lý Trăng. Em muốn mua sách thì em để lại số điện thoại, inbox cho mình số điện thoại. Thì sách sẽ gửi đến nhà em trên khắp mọi miền đất nước. Hai quyển sách là 210.000. Bao luôn free ship cho em trên khắp mọi miền đất nước. Ok chưa? Nhà trẻ Kim Thắm. Ok. Chào em. Rất vui em xem cái livestream này. Chúng ta có những người tư duy rất là giới hạn. Họ cái gì họ cũng gì, họ nghĩ là họ tự làm được hết á. Nên là họ đi làm công thì không nói rồi, họ đi làm công cho người khác thì không nói rồi. Có những bạn cũng vậy. Ra là cứ làm một mình, lo mò làm một mình. Họ tuyển nhân viên vô, có nhân viên mấy bữa rồi nhân viên cũng bỏ họ đi thôi, bởi vì họ không có làm việc được với đội nhóm. Bây giờ cái tư duy ở chúng ta, để chúng ta muốn ra làm chủ thành công thì chúng ta không có phụ thuộc vào chính bản thân của chúng ta không, mà chúng ta cần phải có cái tư duy gì ạ? Đạt được thành quả với nỗ lực của cả đội nhóm. Nghĩa là chúng ta xây dựng công ty của chúng ta lớn mạnh ra, và chúng ta đạt được kết quả bởi gì? Bởi sự nỗ lực của cả đội nhóm. Chứ không phải chúng ta đạt được kết quả chỉ có duy nhất một mình ta thôi. Một mình bạn làm kết quả nó cứ chút xíu . Một mình bạn đi tìm khách hàng, ngày đó bạn gặp được 10 người, nhưng mà bạn có thêm 5 nhân viên tìm khách hàng nữa thì ngày đó cộng với bạn nữa, bạn gặp tới 60 người. Công ty bạn có được tới 60 người. Đó là thành quả của cả đội nhóm. Đừng có phụ thuộc vào cái bản thân mình không. Thường thường là những người họ giỏi về chuyên môn á, họ cứ loay hoay, họ nói là họ làm rất là giỏi, nhưng mà chả ai làm được việc với họ đó. Thì những người đó là họ phụ thuộc vào cái cá nhân của họ. Còn những người mà chủ doanh nghiệp á, họ có cái công ty á, thì họ như thế nào ? Họ biết rằng cái kết quả đạt được này là của cả đội nhóm, của công ty đó. Nên là tại sao những người mà họ ra kinh doanh á, họ có công ty á, họ nhanh thành công và giàu có, bởi vì cái kết quả làm ra đó của cả đội nhóm, của cả cái công ty đó. Nên mà họ mới nhanh thành công và họ giàu có. Đặc biệt là ra kinh doanh là các bạn phải rất là giỏi làm việc với con người. Phải giỏi gì ? Bạn Hoài Thịnh, em mới vào. Ok, các bạn phải giỏi làm việc với con người. Anh ở ngoài Bắc muốn mua sách của em thì gửi cho như thế nào? Ok, trên khắp mọi miền đất nước, bạn Lâm Cao Thanh ơi, cứ cho mình số điện thoại là sách gửi về nhà hết thông qua đường bưu điện. Và các bạn sẽ được ép vào một cái group riêng, đó là cái group chia sẻ về kênh doanh. Em cũng đang xây dựng đội nhóm, em đang xây dựng về vấn đề này, đúng rồi. Các bạn nào mà muốn xây dựng đội nhóm tốt thì các bạn cần phải đi học những cái lớp của mình. Cái lớp thứ nhất là cái lớp về DRC và Motivator, là cái kỹ thuật xây dựng đội nhóm. Cái lớp thứ hai là cái lớp đào tạo và huấn luyện nhân viên để bạn xây dựng đội nhóm đó, để bạn biết cách. Còn cứ mò làm một mình thì làm sao mà làm việc được. Nó là chúng ta cần phải có cái nghệ thuật làm việc với con người, phải hiểu người khác. Chứ còn mình ơi, chúng ta có làm việc một mình thì chúng ta làm cả đời rồi, chúng ta cũng không được một cái gì hết. Đọc sách thầy hay lắm thầy ơi. Ok, cảm ơn em rất là nhiều.
các bạn nào đọc sách mình thì các bạn giờ em đang kinh doanh trên online, ok, tuyệt vời, em biết ứng dụng online bạn kinh doanh là tốt rồi. Bạn Hoài Thành ơi, Hoài Thành ơi, doanh số em nó có tốt không, doanh thu em nó có tốt không? Nếu mà doanh số em tốt và nó tăng trưởng mỗi ngày, điều đó cái việc kinh doanh của em nó rất là tốt. Ok chưa? Mình có hai cái quyển sách vượt biển lớn và quyển sách mỗi ngày một chút thôi, giúp cho em kinh doanh giỏi. Em mua cả hai cái quyển sách này luôn, mình đang chia sẻ hai cái quyển sách đó. Chào bạn Nguyễn Thị Thúy Hằng, chủ của mỹ phẩm Hasenka, HCCI. Ok chưa? Bạn nào mà muốn kinh doanh về mỹ phẩm, các bạn hãy liên hệ bạn Nguyễn Thị Thứ Hằng. Bạn là chủ một cái thương hiệu mỹ phẩm rất là tuyệt vời. Hai lớp của thầy có hình thức nào học online không? Ok. Không, những cái này mình không có chia sẻ online. Online nó có một cái là chỉ có một chiều và không có tương tác và không có chơi game được. Nó là những cái học chuyên sâu á, học online là nó chỉ cho giúp chúng ta kiến thức thôi. Nghĩa là bạn học chỉ qua não trái thôi. Còn học trực tiếp á, học online á, học trực tiếp á, là bạn học được não phải nữa, rồi bạn được trải nghiệm nữa, nên bạn lớn lên rất là nhanh. Nên các bạn nào mà muốn học nghiêm túc, cái lớp DISC thì không thể, cái lớp đào tạo huấn luyện nhân viên, nếu mà chỉ có nói như vậy thì làm sao mà em chuyển đổi được Hoàng? Điều em đang hỏi cái câu này nghĩa là cái nhận thức về tư duy của em về cái việc học em vẫn còn có vấn đề rồi. Em muốn chuyển đổi của em. Em muốn chuyển đổi của em. Để em làm được của trung tâm của mình, trung tâm vườn ươm doanh nhân B-training của mình nằm ở chỗ này nè. Bạn ơi, đó đây này, các bạn thấy cái địa chỉ không? B-training. Cái đây là cái khóa học mà ngày mai học nè. Và đây là địa chỉ nè. Các bạn chưa? Các bạn thấy cái số điện thoại địa chỉ của website mà. B-training vườn ươm doanh nhân. Số điện thoại bàn 0928 5422 1032, số điện thoại bàn, số điện thoại hotline 0937 939598. Email website b-training.org, địa chỉ tòa nhà Vietcombank số 199 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh. Ok chưa? Cái này là địa chỉ, cái địa chỉ trung tâm của mình. Nó đã nằm ở chỗ này được 9 năm rồi. Số 199 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh. Ai mà đã đi học B-training đều nhớ cái địa chỉ này, 199. Có nhiều bạn cứ nói hoài, có gì thì gặp chỗ 199, các bạn thành quen luôn. Ok chưa? Vâng. Có một số bạn hỏi. Ok chưa? Cái gì thì nhân viên sẽ làm việc với em. Nó là chúng ta học đào tạo huấn luyện nhân viên là chính chúng ta. Phải gì à? Chúng ta phải training và chúng ta làm được cái việc đó. Chứ nếu mà chỉ nói về kiến thức thì em mua quyển sách về em đọc là được rồi. Nhưng mà khi mà em mua về em đọc á, là em chỉ hiểu về cái khái niệm thôi. Em không có tự làm được. Bạn còn hình dung chưa? Còn em muốn mà em tự làm được á, nó thấm vào máu của em á, thì em phải đi học theo cái phương pháp trải nghiệm. Nghĩa là sao Là mình phải tự tay mà làm được cái việc đó. Đó là lý do mà chúng ta cần phải học offline. Còn học online á thì chỉ là cung cấp cái thông tin thôi. Ví dụ như giống như mình live stream cho các bạn nè, là các bạn nghe cái thông tin thôi, chứ các bạn chưa có làm được. Bạn chỉ là người đi tiếp thông tin thôi, giống như bạn đi xem một cái bộ phim vậy đó. Còn chúng ta đi huấn luyện là chúng ta chuyển đổi trong con người của chúng ta luôn. Đó là lý do mà chúng ta cần phải đi tìm những cái lớp học offline. Đó là lý do mà mọi người họ mới bay đi ra nước ngoài, họ học để họ được trải nghiệm, để họ biến cái đó vào trong cái con người của họ. Đó là lý do vì sao những cái lớp học mà chuyên môn á, người ta, những cái lớp học về link á, xây dựng quy trình link á của doanh nghiệp á, tháng 6 này mình có một cái lớp link nè, level 2 này, link á, xây dựng quy trình đơn giản tối ưu á. Và tháng 8 này mình cũng có lớp link level 1 này. Thì tại sao mọi người phải học cái lớp đó? Vì cái lớp đó chính bạn học, bạn phải chơi game để bạn mới xây dựng được quy trình. Chứ còn quy trình mà cứ ngồi nghĩ làm sao xây dựng được quy trình. Xây dựng quy trình trên phương pháp chơi game. Chơi game xong mình ngộ ra, bắt đầu mình ngồi mình xây dựng quy trình được. Đó là chúng ta cần phải học trực tiếp.
À, thầy ơi, cho em hỏi học phí như thế nào? Em muốn tham gia khóa học, ok chưa? Bạn Trăng Mỹ Hạ. À, nhân viên nó sẽ liên hệ với em nha Mỹ Hạ ơi. À, ok chưa? Hồi nãy giờ các bạn thấy những điều mình chia sẻ, các bạn thấy có hữu ích không? Nếu hữu ích thì các bạn comment xuống và các bạn là hữu ích. Comment xuống các bạn ơi. À, ký tiếp theo, hồi nãy giờ mình chia sẻ tới cái số mấy rồi các bạn ơi? Cái số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6 rồi đúng không? Số 7 rồi đúng không? Bây giờ các bạn ghi vào cái số 8. Ghi vào, hồi nãy giờ không có cái bạn nào cầm ngồi tổng kết lại hết cho mình các bạn ơi. Không có bạn nào ngồi tổng kết lại hết. À, bạn Lê Xuân Vinh bạn nói rồi, đúng rồi, cần phải học trực tiếp, em rất thích. Sách thầy viết rất hay và thực tế, cảm ơn thầy, thầy nói rất đúng, phải có trải nghiệm. Ok. À, em sẽ sớm sắp xếp, đúng rồi. Em có cái tư duy như vậy là tốt đó Hoàng ơi, cái tư duy như vậy là rất là tốt. Cần phải có cái trải nghiệm thực sự em. À, rất là tuyệt vời. Ký tư duy số 8 các bạn ghi vô. Tư duy theo khuôn khổ. Rất là nhiều người họ tư duy theo khuôn khổ. Thì chúng ta phải như thế nào ạ? À? À, chúng ta phải như thế nào ạ? À? Chúng ta phải tư duy vượt ra khỏi cái khuôn khổ đó. Cần phải có cái tư duy vượt ra khỏi cái khuôn khổ. Còn nếu chúng ta tư duy theo khuôn khổ là không hợp lý rồi. Tư duy theo khuôn khổ người ta gọi là in the box. Nghĩa là tư duy trong cái hộp. Hay là mình gọi một cái từ khác là tư duy theo cái kiểu đóng đinh. Nghĩa là đóng chặt cái cây đinh này, đóng chặt cái cây đinh vào này. Tư duy theo kiểu đóng đinh. Chán lắm. Các bạn mà nói chuyện với những người mà tư duy theo cái kiểu đóng đinh đó, các bạn chán liền. Cuộc đời tự nhiên họ đóng đinh cái tư duy họ vào một cái một. Tư duy là cái suy nghĩ là nó được quyền bay bổng. Nó được quyền đi tới đi lui. Mà họ tư duy theo kiểu đóng đinh. Nghĩa là đóng cái bụp cái cây đinh vào. Nó dính cứng ngắc như vậy nè. Là những cái người đó họ như thế nào à? Họ nói là tôi chỉ có suy nghĩ như vậy thôi. Làm như vậy như vậy vậy thôi. Họ không có chịu thay đổi. Các bạn hình dung ra chưa? Tôi thà nghèo, tôi thà khổ chứ tôi không thay đổi. Có những người họ tư duy theo cái kiểu đó đó. Các bạn có chịu nổi không? Tư duy đó người ta gọi là tư duy theo khuôn khổ. Mình gọi một cái từ khác là tư duy theo kiểu đóng đinh. Đóng chặt cái cây đinh vào. Chỉ vậy cho nó khổ với cái tư duy mà. Cái suy nghĩ mà. Chúng ta được quyền suy nghĩ khác đi chứ. Chúng ta được quyền suy nghĩ nó thoải mái ra chứ. Tại sao phải tư duy cứng ngắc vậy? Ai mà có tư duy mới thì hay. Thì chúng ta tiếp thu, chúng ta nghe. Quan trọng là nó hiệu quả hay không hiệu quả thôi. Tư duy hay là người ta gọi là tư duy bảo thủ á, hay người ta nói là tư duy truyền thống á, bạn hiểu chưa? Nó có những cái ngôn từ nó như nhau á. Tư duy bảo thủ nè, tư duy truyền thống nè, tư duy ở trong khuôn khổ trong cái hộp nè, tư duy đóng đinh nè. Đó là những cái tư duy mà nó giữ cuộc đời của chúng ta lại. À, mà chúng ta cần phải có tư duy chúng ta thoát ra khỏi cái hộp đó. À, bung ra khỏi cái hộp đó. À, các bạn hiểu chưa? Giống như con ếch ngồi đại giếng á. À, và chúng ta phải cho phép chúng ta ngồi nhảy ra khỏi cái giếng đó để chúng ta thấy khu trời nó rộng hơn. À, out the box là ra ngoài cái hộp đó, ra ngoài cái khuôn khổ đó. À, để giúp cho chúng ta cuộc sống cho nó chất lượng hơn. À, các bạn vô đây những người vậy. Nó là cái người làm kinh doanh đó, chúng ta cần phải có một cái tư duy là gì? Tư duy thoáng hơn. Trong xã hội chúng ta có bốn nhóm người. Cái nhóm thay đổi nhanh, cái nhóm từ đầu tiên là cái nhóm thích thay đổi. Họ luôn đi tìm cái mới và cái mới đến với họ một cách rất là dễ dàng. Rất là nhanh, rất là đơn giản. À, họ luôn tìm kiếm cái mới. Họ tiếp cận cái mới cực kỳ nhẹ. À, đó là những cái người mà họ thích cái mới. Cái nhóm thứ hai là nhóm nhanh thay đổi. Nghĩa là họ chậm hơn cái nhóm. Họ chậm hơn cái nhóm thích cái mới trước một chút xíu. Nhưng mà họ cũng nghe. Họ nghe cái đó. Ờ, ok, tốt. Là họ sẽ thay đổi. Họ thấy cái điều đó hiệu quả là họ thay đổi ngay. Chào bạn Trang Văn Cải. Và cái nhóm thứ ba là cái nhóm chậm thay đổi. Họ ngồi họ chờ quan sát, họ chờ tới chờ lui, họ chờ người khác thuyết phục họ,
rất là nhiều thứ rồi họ mới thay đổi. Cái nhóm đó người ta gọi là nhóm chậm thay đổi. Và cái nhóm tiếp theo là nhóm thứ tư, là nhóm không bao giờ thay đổi. Họ nói họ thà chết nhưng họ không thay đổi. Cái nhóm đó là cái nhóm kinh khủng nhất. Thì bạn gặp những cái người nào từ nhóm đó thì bạn nên tránh xa họ đi. Có những người mà họ hút thuốc, họ biết nó rất là nguy hiểm nhưng mà họ vẫn cứ hút thuốc. Họ còn nói những cái câu rất là mắc cười. Họ nói là tôi thà bỏ vợ chứ tôi không bỏ hút thuốc. Tôi thà bỏ nha, bỏ vợ chứ tôi không bỏ nhậu. Ok, những cái người đó là các bạn biết cái tư duy họ bảo thủ kinh. Chúng ta tiếp cận với những con người đó các bạn thấy mệt luôn á. Họ chậm thay đổi lắm. Cái tư duy họ ở trong cái bót, ở trong cái hộp. Cuộc sống gia đình rất là nghèo khổ, cái cách làm không hiệu quả rồi. Mà cứ thay đổi đi là không có chịu thay đổi, bị ở trong cái hộp. Mở doanh nghiệp ra cũng vậy, làm việc không có hiệu quả. Mà cũng vẫn cứ ở trong cái hộp vậy mà nó kêu thay đổi thì không có chịu thay đổi. Các bạn có thấy những con người này ở trong xã hội mà. Và các bạn cứ gặp ai như vậy mà. Và các bạn có thấy bạn giống như vậy mà. Nghĩa là cái tư duy ở trong cái hộp. Làm kinh doanh mà tư duy chúng ta ở trong cái hộp vậy thì các bạn biết làm sao mà làm kinh doanh được. Thị trường nó thay đổi hàng ngày. Hành vi khách hàng cũng thay đổi hàng ngày. Mà tư duy lúc nào cũng bảo thủ thì làm sao mà làm kinh doanh được. Các bạn có nhận ra điều này chưa? Vậy thì để chúng ta làm một cái người kinh doanh tốt, làm một người kinh doanh tuyệt vời thì chúng ta phải có cái tư duy rất là tuyệt vời. Là tư duy luôn tiếp nhận cái mới, cảm nghiệm cái mới, cảm nghiệm những cái gì diễn biến trong xã hội rất là nhanh chóng để chúng ta kịp thời chúng ta thay đổi đi, update đi để cho nó kịp. Đừng có để những cái điều đó nó giới hạn cái con người mình lại. Ok chưa? Vậy thì bạn nào mà đang nằm ở trong lĩnh vực đó thì các bạn phải gì? Hãy thoát nó ra đi, đừng có bảo thủ, đừng có nhốt cái con người của chúng ta vào ở trong một cái chỗ nó rất là mắc cười vậy. Bạn nào mà chưa gì à? Hồi nãy giờ chưa chia sẻ cái livestream của mình thì các bạn hãy tranh thủ chia sẻ cái livestream này về nha các bạn đi. Bạn nào lần đầu tiên xem livestream và lần đầu tiên biết mình thì rất là vui làm quen với các bạn, thì các bạn hãy kết nối inbox cho mình làm quen và chúng ta sẽ kết nối với nhau nhiều hơn nữa. Cảm ơn Facebook đã giúp cho chúng ta có sự kết nối với các bạn, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Tiếp theo nữa các bạn ơi, tư duy tiếp theo là tư duy nhìn. Tư duy nhìn thì chúng ta hãy chuyển sang tư duy gì? Quan sát chứ đừng có nhìn. Nhìn nè, bạn nhìn là bạn không có thấy gì đó. Bạn phải quan sát chung quanh, bạn sẽ thấy được rất là nhiều thứ. Quan sát để chúng ta cho phép chúng ta có nhiều góc nhìn. Chứ đừng có tư duy nhìn, nhìn không bạn không thấy gì hết. Bạn nhìn đường thì bạn chỉ thấy đường. Bạn quan sát hai bên đường, bạn sẽ thấy rất là nhiều thứ. Bạn nhìn cái phòng này bạn thấy gì hết, mà bạn quan sát cái phòng này bạn sẽ rất là rộng mở. Mà tư duy càng rộng mở thì bạn nói như thế nào nó mới làm cho bạn phát triển được. Chào bạn Trung Duy Đào, cảm ơn bạn Trung Duy Đào rất là nhiều. Chào bạn Hồng Quyên, bạn Hồng Quyên mới vừa lên xem livestream này ha. Livestream này nãy giờ diễn ra cả tiếng đồng hồ rồi bạn Hồng Quyên ơi. Bạn cần chia sẻ cái livestream này về để bạn xem. Mình đang nói 10 cái điều rất là tuyệt vời dành cho người làm kinh doanh. 10 cái tư duy. Cuộc đời chúng ta không làm được là bởi vì chúng ta bế tắc cái tư duy thôi chứ không có cái gì hết. Tư duy chúng ta bế tắc thì chả làm được cái gì. Tư duy suy nghĩ còn không xong thì làm sao mà làm được. Ok chưa? Nên là chúng ta cần có cái tư duy rộng mở để cho thoát ra. Và các bạn cần phải xem đi xem lại cái livestream này để nó làm cho các bạn thấm đi. Làm cho các bạn gì à? Làm cho các bạn thấm nhuần cái cách hành động, cái cách suy nghĩ. Chúng ta chỉ cần thay đổi cái cách suy nghĩ thôi thì lập tức cái cuộc sống chúng ta nó sẽ thay đổi được ngay. Bởi vì sao? Bởi vì mọi cái hành động, mọi cái quyết định trong xã hội này là nó bắt đầu từ cái gì ạ? Từ cái chính cái suy nghĩ của bạn thôi.
bạn suy nghĩ là bạn nói là cái này không được đâu, không được đâu, là lập tức bạn không có làm. Mà bạn suy nghĩ là ô cái này được, cái này được, là lập tức bạn làm. Bạn nhận ra điều này không ạ? Nên tất cả mọi thứ đó nó bị kiểm soát bởi gì ạ? Bởi cái suy nghĩ của bạn thôi. Nên các bạn chỉ cần cho phép mình có cái suy nghĩ rộng mở là lập tức cái cuộc sống bạn nó sẽ chất lượng ngay. Việc kinh doanh của bạn nó sẽ phát triển ngay. Và mọi bế tắc, kể cả bế tắc trong gia đình, bế tắc trong vợ chồng, bế tắc trong mối quan hệ, nó cũng được giải quyết ngay nếu chúng ta cho phép tư duy chúng ta nó rộng mở. Chúng ta cho phép chúng ta có một cái góc nhìn mới. Còn không, chúng ta cứ tư duy theo cái kiểu mà cục bộ, tư duy theo cái kiểu khó khăn, tư duy theo cái kiểu đóng đinh. Nhìn cái góc nhìn nó rất là hạn hẹp, mà chúng ta hãy quan sát một cái góc nhìn nó rộng ra. Có người họ chỉ nhìn thẳng à. Có nhiều người họ nhìn rộng hơn được 90 độ. Có người họ nhìn được nha, rộng hơn 180 độ, họ quan sát được 180 độ. Nghĩa là họ còn nhìn qua thẳng, họ còn nhìn nữa này. Có những người họ đi đường mà họ không nhìn thấy gì hết á. Có đầy người chứ gì? Họ đi trên con đường đó mà họ không thấy gì đó. Về nhà họ thấy không? Họ không thấy gì đó. Họ thấy con đường họ đi thôi. Nhưng mà có những người họ đi họ như nào? Họ nhìn qua bên đường này. Họ nhìn họ thấy rất là nhiều thứ. Và đi trên con đường đó về, họ học được rất là nhiều điều từ trên cái con đường đó. Góc nhìn rộng nó cho phép họ học hỏi rất là nhiều thứ. Nhưng có những con người tuyệt vời, họ nhìn được gì? Họ nhìn được 360 độ. Họ nhìn những cái phía sau lưng của họ luôn. Người ta gọi là nhìn toàn kiến. Các bạn nghe chưa? Họ nhìn toàn kiến luôn. Họ thấy rất là nhiều điều. Và thế là cuộc sống họ nó rất là phát triển. Các bạn nhận ra chưa? Đó là chúng ta cần gì ạ? Cần có một cái góc nhìn mới. Góc nhìn thay đổi. Cần phải quan sát nó rộng mở hơn. Hãy cho phép chúng ta làm cái điều đó. Và đây là cái tư duy của người làm kinh doanh. Chào bạn Hải Trần. Rất vui được biết anh. Tôi đã và sẽ chia sẻ video này cho nhiều người biết. Chắc nhiều người sẽ được khai trí. Tôi muốn đọc sách của anh. Ok, cảm ơn bạn Hải Trần nhiều. Các em nhân viên sẽ liên hệ với bạn Hải Trần và sẽ gửi sách về nhà cho bạn. Và các bạn nào sở hữu hai cái quyển sách của mình, mình là tác giả của ba cái quyển sách này. Một là quyển sách Vượt Biển Lớn, hai là quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi, và ba là quyển Bị Dân Đầu Quay. Cái quyển Bị Dân Đầu Quay thì quyển tiếng Anh rồi, bán ở nước ngoài. Hai cái quyển này là tiếng Việt, đang bán ở tại Việt Nam. Bạn nào sở hữu hai cái quyển sách này thì mình sẽ ép các bạn vào một cái group. Và trong cái group này sẽ như thế nào ạ? Sẽ các bạn về kinh doanh. Những câu hỏi về kinh doanh, những các bạn thắc mắc về kinh doanh, mình sẽ trả lời cho bạn rất là kỹ. Cái cách để các bạn làm chủ cho mình một cái doanh nghiệp, nó đi từ cái kinh nghiệm của cuộc đời của mình. Ok chưa? Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúng ta tập trung vào chương trình tiếp. Nó là thay vì chúng ta nhìn, chúng ta hãy quan sát. Ok chưa? Cái thứ 10 đúng không? Cái thứ 10 là gì ạ? Là thay vì cho chúng ta có kiến thức, thay vì cho chúng ta có kiến thức, thì hãy thay đổi sang một cái góc nhìn khác. Đó là cho chúng ta có sự hiểu biết. Các bạn nhận ra điều này chưa? Thay vì chúng ta có kiến thức về lĩnh vực đó, thì hãy cho phép chúng ta là người hiểu biết về lĩnh vực đó. Vậy nếu các bạn đi học, bạn chỉ là người có kiến thức thôi. Bạn chỉ là người có kiến thức thôi. Và người có kiến thức thì như thế nào ạ? Nói cái gì cũng biết nhưng mà làm cái gì thì không biết. Và những người mà họ có kiến thức nhiều thì họ cãi lộn giỏi lắm. Các bạn hình dung chưa? Họ làm thì không được mà họ cãi lộn thì giỏi. Họ lý lẽ họ giỏi lắm. Có những người họ đi học để làm cái gì? Họ trở thành người gì ạ? Người họ không có làm, họ làm biếng. Mà họ cứ đi học nên họ trở thành người làm biếng có trí thức. Bạn có nhận ra, những người này ở trong xã hội mà? Họ trở thành những người làm biếng có trình độ. Bạn nhận ra điều này chưa?
họ trở thành những người gì ạ? Những người mà có trí thức, để họ dùng cái trí thức đó để họ lý lẽ cho cái sự làm biếng của họ, họ lý lẽ cho cái sự không thành công của họ. À, bởi vì những cái người đó là những người có kiến thức. À, thay vì chúng ta trở thành một người có kiến thức thì chúng ta hãy trở thành một người có hiểu biết. Mà muốn có hiểu biết thì các bạn phải gì ạ? À? Các bạn phải cộng thêm cái sự trải nghiệm. Hai quyển sách của mình là 210.000. Quyển thứ nhất là giá bìa là 100.000. Quyển thứ hai là giá bìa 110.000. Tổng hai quyển là 210.000. Và sẽ giao đến tận nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước này. Free ship cho bạn luôn. Trong giai đoạn này mình free ship, nhưng mà giai đoạn sau thì mình không free ship, mình phải thu tiền ship. Giai đoạn này thì mình đang free ship. Và bạn nào có hai quyển sách này thì mình sẽ ép các bạn vào trong một cái group làm kinh doanh. Cái group giúp cho các bạn kinh doanh, cái group đó là group bí mật. Chỉ những bạn có hai quyển sách này mới được vào cái group đó thôi. Ok, bạn Hoài Thịnh nha. À, chào bạn Mạnh, lâu quá chưa gặp em, lúc này em như thế nào rồi, Mạnh ơi? À, công việc của em nó như thế nào rồi, Mạnh ơi? Em phát triển tới đâu rồi, Mạnh ơi? À, nó là thay vì chúng ta trở thành một người có kiến thức thì chúng ta phải trở thành một người có sự hiểu biết. Mà muốn hiểu biết á thì phải có kiến thức cộng với gì ạ? Cộng với trải nghiệm thì mới trở thành người hiểu biết được. Nên người hiểu biết level họ rất là cao hơn cái người kia. Level họ cao hơn nhiều. Hãy trở thành một người có hiểu biết. Ok chưa? À, hồi nãy giờ những gì mình chia sẻ bạn đã có hiểu không? Các bạn đã chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn chưa? Bạn Mỹ Giang ơi. Bạn Nguyễn Thương ơi. Ok, bạn Nguyễn Thương ha. À, các bạn chia sẻ chưa? Bạn Anh Dũng, bạn chia sẻ livestream này về nhà các bạn chưa? Để các bạn lưu lại, để các bạn xem. Ok, bạn Nguyễn Thương, các em nhân viên sẽ gọi điện thoại cho em nhé. À, các bạn hồi dũng chưa? Rồi, bây giờ mình lại chia sẻ các bạn tiếp. Cái thứ 11. Thứ 11 là cái rất là quan trọng. Chào bạn Lưu Hải Nam. Chắc là lâu đầu tiên bạn xem livestream mình. Cái livestream này đã diễn ra cả một tiếng đồng hồ hơn rồi. À, bây giờ mình đang nói tới cái thứ 11. Thứ 11 là thay vì chúng ta là tư duy của một người nhân viên thì chúng ta hãy trở thành tư duy của một người chủ doanh nghiệp. Cái thứ 11 nó rất là quan trọng. Thay vì chúng ta là tư duy của một người nhân viên thì chúng ta phải trở thành tư duy của một người chủ doanh nghiệp. Ok chưa? Bạn nào có hai quyển sách rồi thì các bạn comment xuống. Và các em nhân viên họ sẽ thấy và họ sẽ add em vào một cái group riêng đó. Chào anh Trần Nhật Khánh. Ok, lâu quá mới gặp anh Khánh. Rất là vui hôm nay anh Khánh xem live stream này. À, thay vì chúng ta là tư duy của một người nhân viên thì chúng ta hãy trở thành tư duy của một người chủ doanh nghiệp. Mà trong cái quyển sách, bạn nào đã đọc cái quyển sách Vượt Biển Lớn của mình rồi thì mình hay nói là tư duy nhóm đinh. Thì chúng ta trở thành tư duy của một người nhóm búa. À, cái khái niệm đinh búa này, à, mình nhìn thấy được nó cách đây hơn 20 năm trước. À, chào anh Khánh ơi, rất vui hôm nay anh lại xem cái live stream này. À, bạn nào có hai quyển sách thì các bạn comment xuống và các em nó sẽ ép các bạn vào group. Bạn phải trả lời được hai câu hỏi là bạn sẽ vào group. Bạn trả lời được ba câu hỏi là bạn sẽ vào group. À, ok, tốt quá Mạnh ơi, công việc tốt, thầy ạ, chuẩn bị mở mặt bằng. Ok, tuyệt vời Mạnh, rất là tuyệt vời khi nghe cái thông tin này. À, hình dung chưa, các em nhân viên nó sẽ add em vào group thôi. À, em đã nhận được hai quyển sách rồi thầy ơi, rất là tuyệt vời. Bạn Hương đã nhận được cái quyển sách. Bạn Hương là ở Thái Nguyên đúng không Hương ơi? Em ở Thái Nguyên và em đã nhận được sách, rất là tuyệt vời Hương ơi. À, à, bạn Diệu Nguyễn muốn mua hai quyển sách thì em comment số điện thoại và các em nó sẽ comment cho em. Thứ 11, tư duy của nhân viên, hãy trở thành tư duy của một người chủ doanh nghiệp. Rất là chính xác. À, tư duy một người nhân viên là gì? Là họ chờ cái sự đảm bảo họ mới làm. Chào bạn Nguyễn Trí Thanh, lâu rồi chưa gặp em. Người nhân viên họ chờ sự đảm bảo họ mới làm.
Ok bạn Hương, em ở Thái Nguyên, mình nhớ chính xác là em ở Thái Nguyên mà. Tư duy của một người nhân viên là họ chờ cái sự đảm bảo đó họ mới làm. Ok chưa? Muốn add vào group thì em phải comment vào thì mọi người mới biết để add vào group. Em không comment mọi người không có biết. Nhân viên nó không có biết. Ok chưa? Ok, Trần Bình Minh, bạn có hai quyển sách rồi thì bạn cứ comment và các em nó sẽ đưa cho bạn một cái đường link. Rồi các bạn trả lời được 3 câu hỏi thì các bạn sẽ được vào group. Cái tư duy của nhân viên là tư duy gì? Họ chờ có cái sự đảm bảo rồi họ mới dám làm. Còn tư duy của một người chủ doanh nghiệp là gì? Họ cam kết rằng họ làm cái việc đó, chưa họ biết rằng cái việc đó không đảm bảo họ vẫn dám làm, thì những người đó họ mới làm kinh doanh được. Thầy sắp ra cuốn sách tiếp theo vào tháng mấy thầy? Ok, quyển sách thứ 3 market 2 tháng nữa, cứ quyển sách online market mấy tháng nữa mơ ra. Em đã mua hai quyển sách rồi, hiện em đang gặp khó khăn về nguồn hàng, bị cắt nguồn nhà cung cấp. Ok chưa? Cái đó là cái năng lực kinh doanh bạn Phương. Một trong những cái năng lực của người làm kinh doanh là phải gì ạ? Là phải chủ động được nguồn hàng. Còn nếu mà bạn bị vướng về nguồn hàng, nghĩa là bạn đang bị vướng về cái năng lực kinh doanh rồi. Ok chưa? Cái năng lực của bạn này nó rất là yếu rồi, rên rỉ than thở gì. Cái việc kinh doanh là cái việc đó nó rất là mặc nhiên mà bạn còn không làm được, rên rỉ than thở gì. Cái năng lực kinh doanh của em nó đang yếu quá, tức là không có chủ động được cái việc đó. Cái người làm kinh doanh, ok chưa? Cái người làm kinh doanh là cái người cần có cái gì ạ? Cần có cái tư duy khác biệt hơn với những người khác. Còn cái người làm công, tư duy của một người làm công là như thế nào? Họ cần có sự an toàn, họ cần có sự đảm bảo, họ mới dám làm. Em kinh doanh rất hay nghe và ngưỡng mộ anh. Ok, cảm ơn bạn Trung Duy Bảo. Rất cảm ơn bạn Trung Duy Bảo. Bạn đã có hai quyển sách của mình chưa bạn Trung Duy Bảo ơi? Trung Duy Đào chứ? Trung Duy Đào ơi. Nó là chúng ta hãy có tư duy của một người chủ doanh nghiệp, rất là tuyệt vời. Thật sự là hôm nay mình ít khi mình live stream ban ngày lắm, mà hôm nay đang ngồi soạn cái chương trình cho thứ hai thứ ba này mình đứng lớp ở cái trường cao đẳng công nghệ thông tin thành phố Hồ Chí Minh cho hơn 150 các em sinh viên. Về nói về tư duy của thế kỷ 21 thì mình hứng lên, ok chưa? Và mình như thế nào ạ? Mình chia sẻ cho bạn 10 cái tư duy này, thực sự là nó 11 cái. Và ngày mai mình cũng sẽ có chương trình 2 ngày về làm chủ doanh nghiệp. Cái khóa 142 từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Và bạn nào học 2 ngày của ngày mai, các bạn sẽ hiểu rằng wow, người chủ doanh nghiệp họ có cái kiến thức này nên họ làm thành công là đúng rồi, bởi vì họ biết cách. Còn những người ra làm doanh nghiệp mà họ không biết cách thì họ như thế nào ạ? Họ như thế nào ạ? Họ đang làm theo cảm tính, họ đang làm theo cảm quan. Họ ra họ làm chủ doanh nghiệp nhưng mà thực sự họ không phải là chủ, bởi vì họ không thể thoát ra được cái doanh nghiệp đó. Họ suốt ngày họ nói họ bận, vậy thì họ không phải là chủ. Họ đang tạo ra một cái công ty và cái công ty đó đang kiểm soát họ. Họ đang tạo cho họ một cái việc làm và cái việc làm nó đang kiểm soát họ. Họ không phải là người chủ. Người chủ là họ phải thoát ra khỏi cái công ty đó, và công ty đó phải làm được việc cho họ, thì như vậy mới gọi là chủ. Và cái lớp ngày mai các bạn sẽ vỡ ra, hóa ra người ta làm kinh doanh thành công bởi vì người ta biết bài. Còn mình cứ lo hay hoài, cùng lắm mình kiếm tiền để sắm thôi. Mình tạo ra cái doanh nghiệp đó nó kiểm soát mình. Ok chưa? Mình tạo ra cái công ty đó nó kiểm soát mình, mà mình cứ tưởng rằng là mình đang là chủ. Thực sự là họ đang gì các bạn biết không? Họ đang tạo cho họ một cái công việc thôi, và họ đang bị cái công ty đó kiểm soát họ thôi, bởi vì họ không có một cái tư duy bài bản của một người làm chủ doanh nghiệp. Và ngày mai là 2 ngày liên tục từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối mình chia sẻ bạn cái lớp đó, cái khóa 142, 80 bạn. Và ngày thứ hai thì mình có cái chương trình 2 ngày tại trường cao đẳng công nghệ thông tin cho 150 các em sinh viên về cái tư duy của sinh viên thế kỷ 21. Các em nó học ra nó sẽ làm kinh doanh nó như thế nào. Và cái buổi live stream hôm nay
Trong quá trình mình đang ngồi mình soạn giáo án và mình thấy rằng ok, những cái kiến thức này rất cần cho các bạn nên mình lên mình live stream và mình rất là vui làm quen với các bạn qua cái buổi live stream này. Và các bạn nào đang nói hay những điều mình đang nói thì các bạn hãy comment xuống vào lớp của mình và các bạn hãy mua hai cái quyển sách của mình để đọc, và mình ép các bạn vào một trong group, đặc biệt là các bạn ở xa thì bạn hãy đọc hai cái quyển sách của mình bởi vì các bạn không ở gần để bạn đến lớp được. Và mình ép các bạn vào cái group và mình sẽ chia sẻ bạn sâu hơn về kinh doanh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn đã xem chương trình rất là đặc biệt này, và hãy chia sẻ cái live stream này về nhà các bạn để các bạn lưu lại, để các bạn xem đi xem lại nhiều lần. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye các bạn.